Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giải hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Nhất Đẳng có lời mở đầu cho bài học ngày hôm nay. Và chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng. Kính trường thượng tọa Minh Hạnh, cảm ơn của thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Bổn Thầy, kính đại lễ chư tôn đức, trân trọng tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, tuần lễ vừa rồi chúng ta đã có đề cập đến ý nghĩa về cái nhìn toàn diện của Tứ Đế mà chúng ta đặc biệt lựa chọn bài kinh Chuyển Pháp Luân để làm cái nền căn bản cho cái bài giảng. Nhưng rất tiếc là tuần rồi thì gặp trục trặc liên tục về kỹ thuật nên chỉ nói khi được khi mất và rất là rời rạc. Cũng may là có Hòa Thượng Thích Từ Siêu đã tiếp lời. Nhưng mà căn bản thì
Đó là một ngày thứ hai mà chúng tôi không có làm việc liên tục được. Và bài kinh này thì cần được nói một cách liên tục để thứ nhất là chúng ta có cái nhìn toàn diện tứ đế, và thứ hai nữa là chúng ta có thể nhận ra cái sự quan trọng của bài kinh Chuyển Pháp Luân như thế nào. Như vậy mặc dù tuần này đáng lẽ chúng ta đi vào cái phần riêng biệt của khổ đế, nhưng mà chúng ta lại phải trở lại để nói về kinh Chuyển Pháp Luân. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử một lần nữa nghe về kinh Chuyển Pháp Luân. Đôi khi quý vị có những bài kinh chúng ta đã nghe rồi, nhưng mà chúng ta cần nghe lại, nghe bằng sự lắng tâm. Và khi chúng ta nghe sự lắng tâm, khi mà chúng ta thảo luận thì mình sẽ thấy rằng có rất nhiều điểm mà chúng ta cũng không để ý tới. Xin mời cô Tinh Thành Quang Hỷ đọc lại cho bài kinh Chuyển Pháp Luân. Dạ, sa thố lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng. Phật Pháp cơ bản, phần 2, Phật Pháp. Tứ diệu đế hiểu theo cái nhìn toàn diện. Một trong những điều đáng tiếc khi học về tứ diệu đế là chỉ trích một điểm rồi giải rộng. Thí dụ như người ta nghĩ Phật Pháp dạy đời là khổ. Nói như vậy rất dễ đưa đến kết luận Phật giáo là bi quan yếm thế. Phải hiểu rõ đau khổ được định nghĩa như thế nào và được giảng cùng với những pháp nào. Giống như trường hợp trích lời một vị thầy thuốc nói rằng bệnh trạng nghiêm trọng chưa đủ để nói về ý vị y sĩ muốn nói. Để nói về ý vị y sĩ muốn nói gì mà còn phải nói đầy đủ về triệu chứng, sự chữa trị và sự hồi phục khả dĩ. Bài kinh Chuyển Pháp Luân là bài pháp đầu tiên của Đức Phật với những ý nghĩ liên đới mật thiết về tứ diệu đế. Tất cả người học Phật đều cần nắm vững ý nghĩa tứ đế qua bài kinh này trước khi có những phân tích sâu rộng hơn. Kinh Chuyển Pháp Luân. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ngự tại Lộc Uyển ở Isipatana gần Varanasi, Đức Phật giảng cho năm thầy tỳ khưu nghe như vậy. Này các tỳ khưu, có hai cực đoan mà bậc xuất gia phải tránh. Một là lợi dưỡng vốn hạ liệt, tục lụy, phàm phu, không thánh thiện, không lợi lạc. Hai là khổ hạnh, cũng không thánh thiện, không lợi lạc lại khổ đau. Từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai thực hành trung đạo, chứng đạt pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ khưu, trung đạo đó là gì? Chính là thánh đạo tám chi phần, chính kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là thánh đạo được Như Lai liễu ngộ với pháp nhãn, tuệ giác, tịnh trí, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về sự khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, u não là khổ. Ghét phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, muốn không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về nhân sanh khổ, khát ái dẫn đến tái sanh, cùng với hỷ và tham, tầm cầu dục lạc đó đây, chính là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về diệt khổ, yểm ly đoạn diệt các dục, chấm dứt hệ lụy, không còn dư y, hoàn toàn giải thoát mọi thẳng thúc. Này các tỳ khưu, đây là diệu đế về con đường dẫn đến diệt khổ, chính là thánh đạo tám chi phần, tức chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là sự thật về khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Khổ đế cần được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Khổ đế đã được lãnh hội là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt.
Đây là sự thật về nhân sanh khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế cần được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Tập đế đã được đoạn diệt là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế cần được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Diệt đế đã được chứng ngộ là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đây là sự thật về con đường diệt khổ, là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đạo đế cần được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Đạo đế đã được tu tập là điều mà Như Lai chưa từng được nghe, nay khởi lên với sự thấy, biết, hiểu, xác chứng và thấu triệt. Này các tỳ khưu, cho đến khi nào bốn diệu đế này chưa được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân, 12 chuyển, thì Như Lai không tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ khưu, chính khi bốn diệu đế này được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển, nên Như Lai tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và nhân loại rằng ta đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và nhận thức này khởi lên trong Như Lai, sự giải thoát của ta không lai chuyển, đây là kiếp chót, không còn luân hồi nữa. Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, năm thầy tỳ khưu hoan hỷ tín thọ. Khi pháp thoại này được tuyên thuyết, tôn giả Kodanya khởi sanh pháp nhãn, thanh tịnh vô cấu hiểu rằng, phàm vật gì do nhân tập khởi, tất cả pháp ấy đều bị hoại diệt. Khi Đức Phật chuyển pháp luân này, thì chư thiên trên địa cầu reo mừng, pháp luân vi diệu, những điều này chưa bao giờ được giảng dạy bởi bất cứ ai, dù là sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên, nay được Thế Tôn tuyên thuyết tại Lộc Uyển ở Isipatana gần Varanasi. Được như vậy, chư thiên cõi tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu xuất, hóa lạc, tha hóa tự tại, cùng các cõi phạm thiên đồng thanh vui mừng. Trong phút chốc, cả 10.000 thế giới chấn động, một hào quang vô lượng vượt xa hào quang của chư thiên chiếu diệu cùng khắp thế giới. Ngay khi ấy, Đức Phật tiếng, Kodanya đã liễu ngộ, Kodanya đã liễu ngộ. Từ ấy, tôn giả Kodanya được gọi là Anh Nhá Kiều Kodanya. Do bản dịch tỳ khưu Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình, và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi giảng ngẫm bài học hôm nay, và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Kính bạch chư tôn đức Phật, thưa quý vị Phật tử, trong cuộc đời tu tập của chúng tôi có một điều mà chúng tôi thường không hơn, đó là cái nhìn rất là qua loa của phần lớn Phật tử mà chúng tôi gặp đó. Ngay cả các vị xuất gia đối với giáo lý tứ đế, hầu như đa số khi mà có những lời phát biểu đó và chúng tôi có hỏi lại thì các vị nói rằng thật ra rất là dễ hiểu, không có quá hiểu về giáo lý tứ đế hết. Và cũng với cái nhìn thời ẩn này, các vị ít có quan tâm vào tình kiếm pháp luôn. Chúng tôi có ngồi nghe một bài vị giảng sư đó, có thể bỏ ra 2-3 giờ đồng hồ để kể một chuyện tích đó. Nhưng mà khi nói về kinh nghiệm pháp luân thì vị đó chỉ nói có vài câu hay là vài 10 phút, 20 phút thì các vị nghĩ là đủ rồi.
Mà sự như hôm nay chúng tôi muốn trở lại với ý nghĩa bài kinh này là cũng mang cái tâm trạng đó. Chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ có một cái nhìn rất là nghiêm túc đối với nội dung của bài kinh Chủ Pháp Luân này, trong tinh thần học Phật Pháp của một người mà muốn tìm hiểu lời dạy chân thật của Đức Phật. Thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rằng đây là bài pháp đầu tiên của Đức Phật mà Ngài nói với năm vị Diệu Trần Như, đều là những người rất là thông thái lỗi lạc, giáo điển Sĩ Đà, đặc biệt là tôn giả cô Đình Giá, tức là cô tôn giả Diệu Trần Như. Và với pháp hỏi đầu tiên này, Đức Phật Ngài đã khẳng định về cái tính chất đặc thù của Phật Pháp, tức là Pháp mà Ngài giác ngộ, so với những cái quan niệm được xem như là thời thượng, những quan niệm mà được phần đông ưa chuộng, chấp thủ thời bây giờ ở trong xã hội Ấn Độ. Và dĩ nhiên khi nói đến điều này đó, thì Ngài đặc biệt đề cập đến cái nhìn mà chúng ta tạm gọi là nhân sinh quan, tức là cái nhìn về cuộc sống này. Và từ cái nhìn đó là một cái cơ sở để nói lên là mình tu để làm gì, tại sao mình tu. Tức là chúng ta phải thấy được rằng ở trong cuộc sống nó vốn dĩ có một nhu cầu cấp thiết. Nhu cầu cấp thiết đó cần chúng ta tìm ra một giải pháp cụ thể, thiết thực, chứ không phải ngồi đó lý thuyết. Trong khi các tôn giáo và đôi khi có một cái sự nhập nhằng giữa cái quan niệm có tất cả triết học và tôn giáo, đó là đạo là cái cảnh giới của tư duy. Chúng ta ngồi, chúng ta có thể nói những điều mà thoạt nghe rất là cao siêu, nhưng mà điều đó đối Đức Phật không có quan trọng. Đức Phật Ngài không có quan trọng về sự thỏa mãn tri thức. Ngài không có quan trọng là chúng ta muốn chứng tỏ rằng mình là một người thông thái, biết chuyện này hay chuyện kia, mà Ngài muốn nói rõ rằng chúng ta đang có vấn đề của kiếp nhân sinh, và đó là vấn đề cấp thiết, đó là vấn đề cần phải giải quyết. Ví dụ như bây giờ chúng tôi nói chúng tôi có bệnh tiểu đường, và một vị bác sĩ ngồi giải thích thì chúng tôi biết về tiểu đường không phải là một vấn đề triết lý, nó đơn thuần là đó là một chứng bệnh mà không có trị liệu đúng cách, không có một lối sống đúng cách, thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả tai hại. Và hệ quả này khiến cho tạo thêm nhiều cái phiền lụy đau khổ. Như vậy thưa quý vị, Đức Phật này đã mở đầu, Ngài đã mở đầu bài pháp với sự khẳng định rằng có hai cái cực đoan mà người tu tập hay là người xuất gia phải tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Lợi dưỡng tức là hưởng thụ. Hưởng thụ giống như là bao nhiêu những người thế tục khác, chỉ thấy cái vị ngọt của đời sống và hưởng thụ, hoặc là cái thái độ chiều chuộng theo bản thân của mình, làm sao cho mình được vui, được an lạc, và mình nghĩ rằng mình vui an lạc là đủ. Hay là trong đời sống mình chọn một lối sống nào đó, thí dụ như là ngày nay có vị nào đó họ có cái điều kiện, thì họ có một cái am thất riêng, có đời sống cũng có tất cả giống như một đời sống đạo vậy đó, nhưng mà thật sự chỉ là một cái đời sống mơn trấn ru ngủ cho bản thân, thì cái đó nó cũng là một thứ lợi dưỡng. Tại vì cái cuộc sống mà Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta là cuộc sống một thái độ tích cực, một thái độ khẩn trương với một cái vấn đề lớn, vấn đề đang cần có cái giải pháp rõ ràng tích cực, chứ không phải ngồi đó mà hưởng nhàn. Về điểm này đó, đôi khi chúng ta lại hiểu sai, chúng ta làm đạo Phật trở thành một thứ mà chúng ta gọi là giống như tu tiên, hay là theo đạo lão là chúng ta sống theo cái chữ nhàn, sống như một thế ngoại cao nhân, và chỉ làm sao hướng đến cái sự an lạc của thân tâm. Và cái chuyện mà thân tâm an lạc nó trở thành một cái gì giống như cái lý tưởng, và lý tưởng của cuộc sống, thì điều đó nó hoàn toàn phải là không phải là cái thái độ của đạo Phật.
Ngay cả lần trước chúng tôi có nói rằng nhiều người quan niệm rằng mình tu thiền là để mình thư giãn, mình tu thiền là để mình dễ ngủ. Cái thái độ mà mình tu thiền để thư giãn, cái thái độ để dễ ngủ đó, nó là một thái độ quan niệm mình tu thiền để lợi dưỡng. Cái đó nó cũng phải thái độ trong đạo Phật. Bất cứ ai mà ngồi thiền tập trung vào hơi thở để mà đi vào giấc ngủ được mau hơn, ngủ được sâu hơn, ngủ được tốt hơn, thì người đó dần dần sẽ phát hiện rằng cái thái độ đó nó không có tương thích với thái độ chánh niệm của Phật pháp. Và người đó nếu mà họ đạt được cái mục đích là tu thiền để mà dễ ngủ, tu thiền để mà thư giãn đó, thì họ chưa thấy được cái vấn đề thật của đạo Phật, là của Phật pháp, đó là tu thiền không phải là tìm một cái cảnh giới an lạc. Có một thái độ ngược lại đó, thưa quý vị, là có một số vị thấy rằng chính cái sự lợi dưỡng dẫn chúng ta đến một cái sự sa đà, một cái sự ru ngủ bản thân. Thì những vị này đưa ra một cái quan niệm, và quan niệm đó là gì? Quan niệm đó là mình tu tập để, và mình tu tập để làm sao mà mình đi ngược hoàn toàn với chính mình, tức là mình hành sát, và mình tu làm hành sát, mình tự làm khó làm khổ lấy chính mình. Thì Đức Phật ngày dạy là đó cũng là một cực đoan. Bởi vì sao? Hành sát là hành sát, lợi dưỡng là lợi dưỡng, nó chỉ là một thái độ đối với bản thân của mình mà nó không có một cái mục đích cụ thể nào hết. Chúng tôi lấy một thí dụ tương tự là quý vị là cha mẹ trong gia đình, khi mà dạy con thì cái việc quan trọng không phải là mình cưng chiều con hay là mình gắt gao với con. Mình cưng chiều để chứng tỏ rằng mình là cha mẹ thương con, mình gắt gao với con để chứng tỏ rằng mình nghiêm với con. Cái đó không phải là mục đích của mình đâu. Mà cái thái độ cha mẹ dạy con phải có mục đích là mình có cái sự hướng dẫn thế nào mà con cái về lâu về dài đó nó sẽ tốt, nó có nền hấp thụ, nó hấp thụ được một đường giáo dục, nghĩa là tốt đẹp để lớn lên nó được tốt. Vấn đề con cái nó được tiến bộ, nó được trưởng thành mới là quan trọng, chứ không phải là mình làm oai là quan trọng, mình khó là quan trọng, hay là mình dễ dãi là quan trọng. Cái dễ dãi hay là cái khó nó không phải là cái cốt cách của đời sống. Không may chúng ta hay lầm tưởng về điều này. Thì thật ra có nhiều người có một cái quan niệm là mình tu là phải hành sát, phải khổ tu. Có người khác nói mình tu phải an lạc, làm sao phải an lạc. Thì đối với Đức Phật dạy ngày cho chúng ta thấy rằng cả hai quan niệm đó nó cực đoan, vì nó không hiểu chính xác vấn đề. Thế nào là cái hiểu chính xác của vấn đề? Cái hiểu chính xác của vấn đề như ngài Vapula Rahula trong quyển mà Đức Phật đã dạy những gì đó, thì ngài dạy rằng một cái vị y sĩ đối với một con bệnh đó, không phải là vị y sĩ chỉ tìm ra căn bệnh và than thở về căn bệnh. Vị y sĩ bắt buộc phải hiểu rõ căn bệnh, và chẳng những vậy mà còn hiểu rõ nguyên nhân căn bệnh. Nhưng mà một y sĩ thực sự đó là hiểu rõ con bệnh, hiểu rõ căn bệnh, nguyên nhân của bệnh, mà còn phải đưa ra một cái phương pháp chữa trị mà chữa lành được căn bệnh thì mới đúng nghĩa là vị y sĩ. Ai trong chúng ta cũng có thể than thở trước kịch cảnh, ai trong chúng ta cũng có thể phán một câu là đời là thế đó, đời là bị khổ đó. Nhưng mà nói đời là bị khổ, chúng ta chưa hiểu về tự đấy. Chúng ta cái khổ mà để chúng ta rơi nước mắt, cái khổ mà để chúng ta bi lụy, cái khổ đó không phải là cái khổ vi diệu, không phải là một sự thật vi diệu. Cái khổ đó là một sự thật não lòng, một sự thật rất là thường tình của thế tục. Một cái sự khổ mà được lãnh hội một cách chân thực thì cái sự khổ đó mới đúng nghĩa là sự khổ hiểu theo đạo Phật. Thì sau khi mà Đức Phật ngài nói về hai cực đoan, thì thưa quý vị, ngài đã nói lên rằng và từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai tuyên bố con đường trung đạo gồm tám chi Phật. Dạ, con đường trung đạo, trung đạo có nghĩa là không có nằm trong hai cực đoan đó, gồm tám chi Phật, tức là gồm tám cái thành tố, tám thành tố kết hợp lại. Dạ, quý vị nhớ ở đây không phải là tám con đường mà là một cái phương pháp, một cái hành trình, một con đường mà có tám cái yếu tố kết hợp. Chánh kiến là cái nhìn chân xác, chánh tư duy đó là cái sự suy nghĩ chân xác, chánh
ngữ chánh nghiệp chánh mạng là lời nói hiền thiện đúng nghĩa, hành động hiền thiện đúng nghĩa và sự nuôi mạng hiền thiện đúng nghĩa, bằng cách từ bỏ những cái ác ngữ ác hạnh, những cách nuôi mạng và phải, và chánh tinh tấn chánh niệm chánh định, tức là cái phương pháp để tu tập nội tại một cách lợi lạc. Thì bây giờ điều mà chúng ta đề cập đến tại đây là Đức Phật ngài không có phải chỉ trích hay cực đoan. Chúng ta thường hay có một cái thái độ là mình khen cái này chê cái kia. Dạ, ví dụ như là mình khen là ông A như vậy là dở, bà B như vậy là không có tài, vân vân. Nhưng mà cái khen cái chê đó nó sẽ là một cách khen chê rẻ tiền, nếu chúng ta không nói cụ thể là người đó dở chỗ nào, và nếu chúng ta trong trường hợp thì chúng ta làm gì. Đó là điều quan trọng. Cái quan trọng nhất của cuộc sống đó là không phải là phê bình, mà quan trọng cuộc sống là chúng ta có thể đưa ra một cái đường hướng cụ thể, một giải pháp cụ thể. Và do việc chúng ta nên thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài nói rằng từ bỏ hai cực đoan này, Như Lai tuyên bố con đường trung đạo, tức là thánh đạo tám chi Phật, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và rồi thưa quý vị, khi mà Đức Phật đưa ra con đường trung đạo đó, thì con đường trung đạo đó phải có cái cơ sở, và phải có cơ sở. Cái cơ sở rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta đưa ra một giải pháp, mà cái giải pháp đó y cứ trên điều gì, chứ không phải là cái giải pháp đó, cái hành trình đó đó, mà nó chỉ là tự nhiên mình đề xướng ra, tự nhiên mình đưa ra. Cũng như bây giờ chúng tôi nói rằng đây là cái giải pháp của vấn đề, tại sao đưa giải pháp, tại vì nó có cái cơ sở A, cơ sở B, cơ sở C như vậy đó. Thật ra chúng ta nên nhớ một điều là bát chánh đạo, tức là con đường trung đạo. Con đường trung đạo là con đường mà Đức Phật ngài dạy chúng ta để thực hành từ bỏ hai cực đoan. Nhưng con đường trung đạo đó y cứ trên một cái cơ sở đó là bốn sự thật phi diệu, là tứ đế. Mặc dù trong tứ đế có đạo đế, và đạo đế tức là bát chánh đạo, nhưng mà chúng ta nói đầu tiên Đức Phật có bát chánh đạo là con đường trung đạo, và con đường trung đạo đó là tứ đế. Bây giờ thưa quý vị, sau khi mà nói về con đường trung đạo đó, thì Đức Phật ngài đã đưa ra cái cơ sở nào mà y cứ trên cơ sở đó để ngài tuyên bố con đường trung đạo, tức là bốn sự thật phi diệu. Sự thật đầu tiên đó là sự thật về khổ. Mà cái chữ này là chữ rất là khó dịch. Cho đến ngày hôm nay đó, thưa quý vị, những học giả của phương Tây, phương Đông, những nhà học giả gạo cội đó vẫn loay hoay để tìm nhiều chữ. Và thậm chí là có một số những chuyên gia về ngôn ngữ, về Phật học đó, những học giả đó, họ đề nghị chúng ta giữ nguyên chữ đúc khắc. Dạ, nguyên chữ đúc khắc thay vì chúng ta nói sự khổ. Ở trong tiếng Anh đó thì họ có một cái chữ dịch cũng tương tự như chữ khổ, là suffering, là khổ. Nhưng mà sau này có nhiều người không đồng ý với chữ suffering, người ta đề nghị là nên dịch chữ unsatisfactory. Satisfied tức là thỏa mãn, là bằng lòng, ưng ý. Unsatisfied tức là không thỏa mãn. Unsatisfactory tức là một cái danh từ của cái động từ là không thỏa mãn. Thì tại sao chúng ta lại khó dịch chữ đúc khá như vậy? Tại sao chúng ta khó dịch chữ đúc khá? Thì thứ thì chúng ta nên hiểu về cái chữ đúc khá nó như vậy. Và trong cái trong phương diện ngôn ngữ thì chữ đúc khá nó gồm hai cái tố từ. Một là tiền tố từ là đúc, là cái gì khó khăn khó chịu. Hai là khá, là kham, và là bất kham. Đúc khá là cái gì khó kham nhẫn,
là cái gì không có thoải mái, không có dễ chịu. Và khi mình nghĩ như vậy đó thì chúng ta thấy là chúng ta thấy nó bình thường lắm. Dạ, bình thường. Tại vì chúng ta có trong ngàn cái khổ. Chúng ta nhớ nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đó, ông viết trong một cái tập thơ tù của ông á, ông bị giam ở ngoài tù rất lâu năm, và khi ông ra qua bên Mỹ, ông có viết một câu thơ nghe rất là trịch thượng. Ông nói rằng tôi đã chịu muôn ngàn thứ khổ mà ngày xưa Phật tổ hiểu lơ mơ, tức là ông nói rằng ông đã chịu quá nhiều cái khổ mà ngay cả Đức Phật ngài cũng hiểu hết cái khổ ông, mặc dù Đức Phật là người giảng về đau khổ. Dạ. Nhưng mà thưa quý vị, đó là tại vì một là ông cương điệu cái ngôn ngữ của mình, cái đau khổ của mình, và thứ hai nữa là ông chưa hiểu đạo Phật đó chỉ đúc khá là cái gì. Dạ. Vậy đúc khá là cái gì thì bây giờ đó, chúng ta tạm nói cái chữ đúc khá mà nhiều học giả họ nói đó là khổ, đó là sự trống rỗng, đó là sự không có thỏa mãn. Chứ tôi lấy một cái ví dụ như là mình bỏ ra một số tiền rất lớn để mình mua một bộ quần áo, nhưng mà khi mình mua bộ quần áo đó về rồi, mình mới khám phá ra rằng nó có những cái chỗ may vụn về, hay là nó có những cái chỗ, những cái khuyết điểm. Và do vậy đó, những cái khuyết điểm đó nó làm cho cái bộ quần áo đó, nó làm cho chúng ta không thỏa mãn được. Hay là chúng ta xây cất một căn nhà, một nhiều tiền nhiều công, rồi cuối cùng nó có một cái phốt gì đó, mà cái phốt đó khiến chúng ta cảm thấy rằng không hài lòng. Thì cái đó gọi là không có thỏa mãn hay không có hài lòng. Nhưng bây giờ đó, chính xác thì chỉ đúc khá trong đạo Phật nghĩa là gì? Dạ. Ở trong đạo Phật thì có một cái định nghĩa như trong bài kinh Diệu Pháp Luân này. Định nghĩa là thế nào là sự thật vi diệu về khổ, về đúc khá. Này chữ tỳ kheo, sanh là đúc khá và bệnh chết là đúc khá. Sầu bi khổ ưu não là đúc khá. Thương phải xa, ghét phải gần là đúc khá. Muốn không được là đúc khá. Nói một cách vắn tắt là năm thủ quẩn là đúc khá. Thì đó là cái định nghĩa về chữ khổ trong bài kinh Trung Pháp Luân. Nhưng mà trong nhiều đoạn kinh khác đó, thì có đề cập đến ba cái trạng huống của khổ đau. Và ba trạng huống này nó nằm bên ngoài cái sự suy nghĩ của chúng ta. Cái khổ đầu tiên chúng ta gọi là khổ khổ. Và khổ khổ, khổ khổ thí dụ như là cái gì đó đó mà nó khiến chúng ta bị đau đớn, nhức nhối, khó chịu. Như bây giờ cái thân của mình bị bệnh, bệnh tật, nó làm cho quá nóng, nó làm cho quá đau đớn. Hay là người ta chửi mắng mình, hoặc giả là mình đi một cuộc hành trình mà gặp bao nhiêu cái trắc trở, mình làm việc gì nó khó khăn, mình thấy một người đi làm để kiếm cơm ở ngoài trời, trời mưa trời nắng, thì cái vất vả, cái khổ ải của kiếp nhân sinh trong cái quá trình là nằm ở trong bụng mẹ, rồi chào đời, rồi bị ảnh hưởng thời tiết, bị ảnh hưởng bệnh tật, lớn lên phải vất vả để có một cái, để có bằng cấp, rồi có cơm áo đồng tiền, lập gia đình, nào bao nhiêu áp lực và phải thỏa mãn cái nhu cầu của mọi người trong gia đình, chúng ta gọi đó là khổ khổ. Khổ khổ là nó làm cho mình cái gì, nó làm cực nhọc, mệt mỏi, đau đớn, gọi là khổ khổ. Nhưng mà nó có một cái khổ khác xa hơn đó, ở trong Phật pháp gọi là khoái khổ. Khoái khổ ở đây có nghĩa là không phải chỉ có cái khổ nó làm cho mình khổ đâu, mà cái hạnh phúc đó, mà mình không giữ được thì nó cũng là cái khổ. Dạ. Yeah. Thì cái hạnh phúc đó, nó chứa đựng bản chất, ví dụ như là sắc đẹp nó làm chúng ta khổ, nhưng mà sự tàn phai nhan sắc nó cũng làm cho chúng ta khổ. Sắc đẹp làm chúng ta hạnh phúc, nhưng mà vì cái hạnh phúc sắc đẹp nên khi nó tàn phai chúng ta khổ. Chúng ta giàu có là cái khổ, nhưng mà rồi chúng ta khánh tận tài sản làm cho chúng ta đau khổ. Quý vị thấy nhiều quốc gia bây giờ đang vỡ nợ. Dạ. Yeah, nhiều quốc gia đang vỡ nợ bởi vì có thời gian
họ vay nợ để phát triển, như Tích Lan chẳng hạn, phát triển triển rất là tốt, nhưng mà rồi vì một số cái sai lầm ở trong vấn đề kinh tế, đồng thời vì Covid, rồi hết Covid vì chiến tranh của Ukraine, bây giờ không có đủ ngoại tệ để mua xăng dầu, không đủ ngoại tệ để nhập cảng hàng hóa, ở trong nước khan hiếm xăng dầu, thì nguyên cái bộ nguồn máy kinh tế đó nó đang chật vật, và rốt cuộc chính phủ khai vỡ nợ. Thì cái vỡ nợ đó đó, nó được xem như là một cái hệ quả tất nhiên của một thứ hạnh phúc, của một sự thịnh vượng mà nó không có lâu bền, nó không có, không có hoài được. Và chúng ta đã tạo ra cả một thế giới này với bao nhiêu là đường xá, phố xá, ngay ở trong nhà thì mình tạo ra những vườn hoa, những cảnh đẹp bơ bơ, nhưng mà những thứ đó nó bị hủy hoại đi. Thành ra cái khổ nó làm cho chúng ta khổ đã đành rồi, mà cái hạnh phúc mà nó không lâu bền gọi là hoại khổ, thì nó cũng làm cho chúng ta khổ nữa. Dạ, làm cho chúng ta khổ, cái đó gọi là hoại khổ. Thì như vậy quý vị thấy cái khổ khổ và hoại khổ á, là cái khổ nó làm cho chúng ta khổ rồi gọi là khổ khổ, mà cái vui nó cũng làm cho chúng ta khổ khi mà nó tan biến, khi mà nó không tồn tại. Nhưng mà cái khổ thứ ba mới là phiền nhất, gọi là sankhara. Dạ, sankhara, đức khắc, gọi là hành khổ. Cái chữ này thì chúng ta hay hiểu lầm, bởi vì cái chữ sankhara là hành đó, nó có nhiều nghĩa. Dạ, nó có nghĩa là cái pháp cấu kết, pháp tạo tác, cái gì làm đến. Nhưng mà cái chữ sankhara ở đây có nhiều vị hiểu là pháp hữu vi là khổ, không phải. Sankhara ở đây là cái khổ do chính mình tạo nên. Dạ, như là chấp ngã, như là mình đòi hỏi cái việc đó nó phải khác hơn. Ở trong kinh chữ Pháp Luân gọi là thương phải xa, ghét phải gần, muốn không được. Thì hay là chấp thủ, năm thủ vẫn là khổ. Thì những cái khổ này thưa quý vị, đó là một cái khổ tế nhị nhất, lan rộng nhất. Cũng thời cái chậu bông đặt cái chỗ này thì mình cho rằng đẹp, mà có người dời chỗ khác mình cho là xấu thì mình khổ. Và cái khổ đó nó đi với một, nó sanh ra do cái sự đòi hỏi của mình, là mình nó phải thế này, mình phải thế kia. Hay là Đức Phật ngày dạy Tôn giả Rahula là đối với tất cả thì phải suy niệm rằng nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Tại vì cái quan niệm về đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, đó là một sự chấp thủ tạo cho chúng ta sự đau khổ. Và cái khổ mà do sự chấp thủ đó, nó là một phần của cái mà chúng ta gọi là sankhara, khác gọi là hành khổ. Như vậy thì cái bản chất mà phiền hệ lụy đó gọi là khổ khổ thì đã định rồi, mà cái hạnh phúc mà nó không có tồn tại, nó bị hủy diệt, cái niềm vui không lâu, niềm vui qua bao và niềm vui hoại diệt, cái đó cũng là cái khổ. Mà rồi bên cạnh cái khổ tự nhiên, nó còn có cái khổ do chấp thủ. Cái khổ chấp thủ đó gọi là hành khổ. Dạ. Cái này là cái mà chúng ta rất ít khi cảm nhận trong đời sống, là vì chúng ta quan niệm sai lạc thôi. Dạ. Chúng ta quan niệm sai lạc trong đời sống, luôn luôn là cuộc sống này chúng ta thấy là mình có nhiều vấn đề. Ví dụ như chúng tôi có biết là hồi nhỏ nhà chúng tôi nghèo á, đôi khi gọi là cha mẹ phải chạy gạo từng bữa, chạy đi buôn bán rồi mua gạo về, chứ không phải là có gạo để cho cặp ăn gạo từng bữa. Và có lúc chúng tôi thấy rằng phải chi trong đời sống này mình không có lo gì ăn uống, mình hạnh phúc, nhưng mà tới mình qua Mỹ mình đâu lo gì ăn uống đâu, vẫn khổ. Và vẫn khổ. Chúng tôi hồi mới qua Mỹ đó thưa quý vị, chúng tôi ở trong một cái góc ở bên chùa Pháp Vân California, gọi là cái chùa khu, tại vì tự đóng lấy, ở trong chùa tự đóng lấy, nó là hộp tròn tròn á, mà nó có một cái cửa sổ và có một cái cửa vào thôi. Và mà mình ở được thì cũng sống, trời nóng không có máy lạnh, trời lạnh không có máy sưởi, mình chỉ trùm ngủ trong túi ngủ cũng sống. Bây giờ thí dụ như các chùa có phòng ốc có máy lạnh, cũng các vị đi vào chùa tu, các vị đó thấy hạnh phúc đâu. Và các vị cũng thấy rằng mình thiếu cái này, mình thiếu cái kia, mình ở một phòng không đủ, ở phải 5-7 phòng, mình phải có cái này có cái kia, thì nó cũng khổ. Nó cũng khổ hết.
Tức lại là cái chuyện mà làm cho chúng ta khổ thân khổ tâm nó đã khổ rồi, rồi cái hạnh phúc mình nó không không bền, ngày vui qua mau cũng là khổ rồi, nhưng mà cái sự chấp thủ, sự chấp thủ cái quan niệm nó đã khổ. Dạ, cái gì nó khổ hết. Mà chúng ta phải nói là cái hành khổ là đúng là cái sankhara. Thật ra chúng tôi chưa có tìm được cái chữ nào mà nhìn chính xác cái chữ sankhara. Cái sankhara là một cái khổ mà do mình tạo nên, như là Đức Phật dạy rằng mọi người phàm phu bậc thánh thì chỉ một mũi tên thôi, tức là cái cảnh trái ý nghịch lòng xảy ra là một mũi tên, nhưng mà người phàm phu bị hai mũi tên. Cái mũi tên đầu tiên là cái khổ tự nhiên, và cái mũi tên thứ hai là cái khổ do cái phản ứng quá độ của mình. Thí dụ như bây giờ Đức Thế Tôn ngài đi trên núi, về trên núi thì sợ vật đều bà ra lăng đá, một cái miếng nhỏ nó rơi vào chân ngài làm chảy máu, thì đối với Đức Phật ngài chỉ nghỉ dưỡng ngày hôm sau vết thương lành thôi, chứ ngài không có đặt nó trở thành vấn đề. Chúng ta thưa quý vị, cái chuyện gì xảy ra mình nhai đi nhai lại, mình quan niệm thế này, mình cho thế kia, mình nghĩ thế nọ, và càng phản ứng càng suy nghĩ đó, thì chúng ta càng chạy theo một điều mà trong cái chữ Hán gọi là điên đảo vọng tưởng. Cái điên đảo vọng tưởng đó là cái sankhara dukkha, là cái khổ do mình dệt thêm, do mình theo theo. Và thông thường chúng ta rất là cường điệu về khổ đó, và quý vị để ý trong đời sống là cái chuyện nó có một thôi, nhưng mà người ta thích cường điệu đó lên, vẽ vời thêm, đánh bóng thêm, vẽ rắn thêm chân làm cho cái khổ thêm. Thì ở trên thực tế đời sống là cái khổ lớn nhất của đời sống không phải là cái khổ tự nhiên không, mà bên cạnh cái tự nhiên nó còn có một cái gọi là sankhara dukkha, là cái khổ do phản ứng, cái khổ do quan niệm, cái khổ do thổi phồng, cái khổ do cường điệu, mà cái đó vô số trong đời sống. Tại vì tất cả những thứ này nó dựa lên trên cái gì? Nó dựa lên trên cái quan điểm về cả chấp. Dạ, muốn không được, chấp thủ tâm quẩn. Dạ, chấp thủ tâm quẩn là khổ. Bởi vì lần chúng tôi ngồi nghe một cái vị sư người Mỹ, anh nói vị thầy Bác Tông người Mỹ đó, thầy nói về cái gọi là original mind, tức là trở về với cái tâm nguyên thủy, cái tâm nguyên sơ của mình. Dạ, tâm nguyên sơ đó là một cái lý tưởng mà trong Phật giáo Đại Thừa hay là trong Đạo Lão nói rằng mình nhìn cuộc đời giống như một hài nhi sơ sinh vậy đó. Tức là trở về với cái tâm nguyên thủy ban đầu. Thì vị đó có hỏi chúng tôi về cái quan điểm của chúng tôi, thì chúng tôi không nói điều đó, mà chúng tôi chỉ trình bày một điều đó là quả thật điều mà chúng tôi đọc ở trong kinh đó, thì có điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ là Đức Phật cũng như một số các đại đệ tử, và nhất là Tôn giả Xá Lợi Phất, dạy chúng ta là nếu chúng ta đối diện với khổ, và cái khổ chừng đó thì nó chỉ do là chừng đó thôi, chúng ta đừng cố gắng vẽ vời thêm, đừng cố gắng làm cho nó lớn chuyện thêm. Ví dụ như ngày Xá Lợi Phất nói rằng ai chửi mình biết đó là âm thanh và đó là nhĩ thức, và mình chửi mình. Còn nếu mà mình nghĩ rằng tôi là địa vị thế này, tôi là người thân thế thế kia, mà tại sao họ dám đụng tới, họ miệt thị, họ mạ lị, vân vân, thì chúng ta càng nhồi nhặn, chúng ta càng nhai đi nhai lại đó, thì chúng ta càng khổ. Con người chúng ta phản ứng với sự việc đó thì nó giống như là con bò ăn mà nhai lại vậy đó. Dạ, có nhiều khi lúc đó người ta đói mình không có nghĩ ra, nhưng mình đem về mình nhai lại, nhai tới nhai lui, càng nhai càng khổ. Dạ, càng nhai càng khổ. Thì cái khổ mà gọi là hành khổ sankhara dukkha trong đạo Phật đó, là cái khổ do cái phản ứng, cái khổ do cái suy nghĩ quá độ. Và thông thường chúng ta rất là cường điệu, chúng ta rất là phóng đại về tất cả mọi thứ. Và ví dụ như là mình đi ăn gặp người nào đó, người đó không chào mình, mình nghĩ đủ thứ chuyện hết. Hay hoặc giả là thậm chí mình đang làm cái gì thì người ta phê bình đó, thì mình nghĩ đến chuyện là người ta thế này thế kia. Và đa phần á, những cái đó đó là cái tự mình làm khổ mình, và tự mình làm khổ mình, chứ nó không có nó không phải là có một giá trị thực. Thì nói tóm lại là do cái ngã tính, do chấp thủ đây là tôi, đây là tôi của tôi, đây là tự ngã của tôi, nên chi chúng ta khổ.
Và do vậy với ba cái khổ này, khổ cũng là khổ, mà vui mà nó bị hoại diệt cũng là khổ, mà cái phản ứng nó quá độ, phản ứng phóng đại của chúng ta cũng là khổ. Thì ba cái khổ là khổ, khổ ngoại khổ và hành khổ đó, thì ba điều đó là hiển nhiên của cuộc sống. Và Đức Phật dạy rằng đó là ba cái hệ lụy của kiếp nhân sinh. Dạ. Và Ngài không có nói một cách triết lý, mà Ngài muốn cụ thể là này chi thì kheo, thế nào là sự thật vi diệu về khổ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ ưu não là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được mà khổ, nói tóm lại chấp thủ nó vẫn là khổ. Và khi chúng ta đọc vào những điều này đó, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng và những cái khổ này nó không phải cái khổ của một cá nhân, mà cái khổ phổ quát, cái khổ hoàn hữu, cái khổ phổ cập tất cả nhân thiên này. Và cho dù là chúng sanh trong đời này sanh là giàu nghèo, nam nữ, đẹp xấu, sang hèn, thành bại, đều có những cái khổ này. Và từ những chúng sanh ở cõi thấp đến cõi cao, hễ có sanh có tử thì có khổ. Dạ. Ai trong chúng ta không có sanh có tử? Ai trong chúng ta dù là ngay cả chư vị phạm thiên ở vô tưởng cõi vô sắc cũng khổ, vì có sanh có tử. Cái khổ phải quan niệm một cách phổ quát như vậy đó, thì chúng ta mới thấy. Còn nếu chúng ta cứ nghĩ rằng lúc mà thiếu là khổ, mà lúc mình có tiền thì mình không khổ, hay lúc mà mình có yêu thương thì không khổ, hay là lúc mình trẻ mình đẹp thì không khổ, hay lúc mình sanh làm chư thiên không khổ, thì cái quan niệm cái khổ và không khổ nó là một cái chuyện rất là hời hợt, rất là cạn cực. Và cái khổ mà Đức Phật đề cập đến là cái khổ phổ quát lắm, và phổ quát lắm. Và chúng ta phải suy niệm rất nhiều để chúng ta hiểu rõ cái khổ này. Mà cái khổ nó không phải là một cái nhìn về một mặt phải hay là mặt trái, hay là một mặt khác của cuộc sống, hay là nó là một cái quan niệm về triết học. Mà cái khổ ở đây là một cái thực trạng, mà nó là một cái bệnh trạng. Và cái bệnh trạng này cần có giải pháp. Nếu chúng ta không có giải pháp thì chúng ta tiếp tục khổ, và khổ rất nhiều. Thì thứ gì sau khi mà định nghĩa về cái đau khổ mà mang cái đặc tính toàn diện phổ quát, là với cái nhu cầu cấp thiết như vậy đó. Tại sao chúng ta gọi nhu cầu cấp thiết? Là bởi vì nó không yên đứng yên một chỗ đâu. Dạ, nó phải đứng yên chỗ. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng cái cục đá đặt sai chỗ ở trong sân chùa, mình không giải quyết thì nó vẫn là cục đá đặt sai chỗ, nó không đẹp thôi. Nhưng không phải. Cái khổ mà chúng ta nói tại đây như là một căn bệnh mà không có chữa. Dạ, không có một cái sự trị liệu cụ thể, trụ điều kịp thời đó, thì nó sẽ gây cho chúng ta nhiều cái nhức nhối, nhiều cái đau khổ thêm. Thì bây giờ Đức Phật khi Ngài dạy về sự khổ, thì Ngài còn dạy về cái nguyên nhân của sự khổ. Dạ, cái nguyên nhân khổ. Chúng ta có nhiều cái nguyên nhân sự khổ lắm, thưa quý vị. Dạ, chúng ta có nhiều nguyên nhân. Chúng tôi có nói với quý vị là thường thường là trong đời sống của chúng ta hay nhìn vào những lý do hơn là nguyên nhân sâu xa. Cái lý do nó thuộc về hiện tượng, cái nguyên nhân sâu xa thuộc về bản chất. Yeah. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là có một số người Á Châu mình ở đây đi bị người da trắng họ hành hung, họ ghét. Đơn giản là có nhiều khi họ là người da trắng, chúng ta là người nhập cư, mà mình khác màu da, khác chủng tộc gì, họ có sự phân biệt rồi. Nhưng bên cạnh đó, đôi khi thì chúng ta ra bên ngoài, chúng ta đi chiếc xe mới, chúng ta xe tốt, thì họ cảm thấy họ đố kỵ, họ ganh tị. Thì những cái chuyện mà họ ghét, họ đố kỵ, ganh tị, hay là những cái mạng truyền thông và đã sách động để người Mỹ họ ghét người Trung Quốc, và khi họ nghĩ về Trung Quốc thì ai mặc da vàng mũi tẹt thì họ đều cho là Chinese, là Trung Quốc hết, họ ghét. Cái đó thực sự nó chỉ là lý do thôi, và nó chưa phải là bản chất. Cái bản chất mà mình thấy đó là như vậy, là khi nào mà đời sống thịnh vượng,
đời sống sung túc ấy, thì cái hiện tượng gọi là thù ghét ở trong xã hội ít. Mà khi nào đời sống đói kém, khốn khó thì người ta hay bươi móc, hay có những cái suy tư rất là hẹp hòi đối với nhau nhiều hơn. Cũng giống như quý vị thấy có rất nhiều cuộc hôn nhân mà gia đình bị đổ vỡ là do cái gì? Do cái sự yếu kém về tiền bạc và kinh tế khó khăn. Và cái kinh tế khó khăn đó khiến cho nó xào xáo, nó lục đục với nhau. Thì bây giờ một xã hội đa văn hóa, đa chủng tộc như Hoa Kỳ, lúc bình thường mà phát triển thì người ta thấy rằng cái đa văn hóa, đa chủng tộc đó là sức mạnh thực sự của người Mỹ, của xã hội Mỹ. Nhưng mà đến khi có bệnh dịch, có chiến tranh xảy ra, rồi có bao nhiêu là cái khó khăn về kinh tế, thì bắt đầu người ta nhìn nhau gay gắt. Cái nguyên nhân đó là nguyên nhân sâu xa, nhưng mà nó cũng chưa hẳn nguyên nhân sâu xa hoàn toàn. Nó không hẳn là hoàn toàn đâu. Nhưng mà chúng ta nói rằng nó có những lý do thuộc về bản chất, thuộc về hiện tượng, nhưng có nguyên nhân sâu xa thuộc về bản chất. Và chúng ta sẽ tranh luận với nhau rất nhiều về điểm này. Tại sao có sự việc như vậy? Tại sao có cái sự việc? Đôi khi như chúng tôi biết rằng, đừng nói chi là cái người đời, ngay cả trong giới tu hành đó, nhân giới chùa chiền, đôi khi chùa này không ưa chùa kia. Nó phải là chỉ đơn giản là do một vài phần tử mít lòng với nhau, mà là do có sự cạnh tranh, nhiều cạnh tranh, rồi do sự cạnh tranh đó rồi người ta có thái độ nặng nề với nhau. Chúng đi nghiệm thấy một điều thứ vị, không phải là mình là người Phật tử mà mình sợ nghiệp quả và mình không có đụng chạm đến Tam Bảo đâu. Chúng tôi sang những cái thành phố như Ayutthaya đó, đó là một thành phố là cái cố đô của Thái Lan mà theo Phật giáo, chùa tháp tượng Phật như vậy. Mà khi người Miến Điện họ xâm lăng, họ đốt chùa, họ đọc tượng Phật, và họ là những Phật tử. Nhưng mà khi họ đốt chùa, họ đọc tượng Phật thì họ xem đó là gì? Họ xem đó là người Thái Lan, chùa diền đó Thái Lan, tượng Phật của Thái Lan. Và ngay cả cái vị tướng lĩnh đó, họ cũng không có sợ tội. Mà đến khi ông cho nổ một phát súng thần công vào ngôi chùa đó, thì cái súng thần công đó nó nổ tại chỗ và ông chết luôn. Và do cái quả hiện tiền. Thì quý vị thấy không? Có nhiều khi Phật tử đi chùa này, hay là một vị thầy ở chùa này không ghét, cũng không ưa chùa kia đó, thì mình có cái nặng lời, mình có những cái hành động mà nó rất là bất thiện. Và mình đâu nghĩ đó là mình phạm ngôi Tam Bảo. Phật thì ở đâu cũng Phật, chùa ở đâu cũng chùa. Nhưng mà lúc mà mình có cái sự đố kỵ, ganh ghét với nhau đó, thì chùa này sẵn sàng bêu xấu chùa kia, thầy để sẵn sàng bêu xấu chùa kia, thầy kia. Và chúng ta không có nghĩ về chuyện khác. Chúng ta chỉ nghĩ về cái nhất thời thôi. Thành ra chúng ta phải nói một điều đó là khi mà đề cập đến cái nguyên nhân của đau khổ đó, chúng ta phải đi tìm được cái gì đó rất là sâu xa. Bây giờ trong cuộc sống này, hỏi cái gì làm chúng ta khổ, thì chúng tôi nói rằng mặc dù người ta không trả lời, nhưng mà đa phần, hầu hết đó, đều suy nghĩ rằng chính do thiếu tiền. Do thiếu tiền. Và cái giải pháp của chúng ta là càng có nhiều tiền thì chúng ta càng hạnh phúc. Đa phần nghĩ như vậy. Bởi vì cái gì chứ công ăn việc làm là ưu tiên số 1. Ở bên Mỹ, thưa quý vị, chúng tôi biết có những gia đình mà vợ đi làm hai job, chồng đi làm hai job, tức là hai việc làm đó. Làm từ sáng, làm cực từ sáng tới chiều. Khi đi làm như vậy thì chỉ với một mục đích thôi, suy nghĩ thôi. Có nhiều tiền là mình có được cái giải pháp cho đời sống. Bây giờ có đời sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta lắng động tâm tư cho kỹ, thì cái chuyện mà ít tiền hay nhiều tiền, cái chuyện người này thương, người kia ghét, chuyện này kia, đó chỉ là cái hiện tượng thôi. Nó không phải là cái bản chất đâu. Đức Phật, Ngài đã phải đi qua một hành trình rất dài. Rất dài từ vô lượng kiếp. Từ nhiều kiếp qua bao nhiêu A Tăng Kỳ. Và điều mà Ngài khám phá ra đó, không may cho chúng ta là ngày nay, chúng ta không có lắng nghe kỹ. Chúng ta không có lắng nghe rõ
khi mà Đức Phật, cái sự khám phá đó là một sự khám phá rất là kỳ vĩ, rất là to lớn, rất là quan trọng. Và khi Ngài dạy chúng ta ngày hôm nay, đôi khi chúng ta học không hiểu, chúng ta học hết về cái nguyên nhân của đau khổ. Và Đức Phật Ngài dạy rằng đây là sự thật ví dụ về nguyên nhân của đau khổ, chính là khát ái, tầm cầu chỗ này chỗ kia. Và khát ái, tầm cầu chỗ này chỗ kia. Khát ái đó là gì? Khát ái đó là một cái nguyên nhân sâu xa của tất cả các bệnh. Người ta luôn muốn đi tìm và đi tìm, muốn cái này, muốn cái kia. Chúng tôi lấy ví dụ là cái cuộc sống chúng ta bây giờ có chừng đó đó. Thật ra nếu chúng ta nhìn lại thì nó hạnh phúc rồi, nhưng mà không, chúng ta còn phải muốn rằng có cái này, có cái khác. Chúng tôi nhớ rằng có một lần chúng tôi gặp một vị hòa thượng, vị này có cái chùa cũng lớn lắm, nhưng mà vị này lại muốn có một cái tòng lâm, có một cái cơ sở lớn hơn, và vị này mua miếng đất. Thì có một Phật tử can vị đó nói rằng ngài lớn tuổi rồi mà thân không khỏe thôi, thì cái chùa bây giờ nó quá rồi, thôi bây giờ ngày bớt dừng đi, cái chuyện xây đất thêm nó khổ thêm. Thì vị hòa thượng rất là rầy, vị hòa thượng nói nhiều lý do lắm, nhưng mà chúng tôi ngồi để chúng tôi lặng lặng nghe, chúng tôi biết là rất là khó nói, tại vì cái mỗi người có cái nhìn về cuộc sống. Nhưng mà phải nói như vậy là cái bệnh trầm kha muôn thuở của chúng ta đó là không có thỏa mãn và luôn luôn khao khát. Cho dù chúng ta đạt được điều đó rồi thì chúng ta vẫn tiếp tục khao khát. Và Đức Phật Ngài dạy rằng thậm chí ở trên trời mà mưa bạc mưa vàng đổ xuống cho chúng ta thì chúng ta cố thỏa mãn. Và chúng ta có một điểm luôn luôn ngây thơ, quan niệm rằng hãy mình đạt đến cái đó được thì tôi bằng lòng, tôi thỏa mãn hoàn toàn. Không có. Không có bất cứ cái gì trong cuộc đời này, không có ở bất cứ chỗ đứng nào, không bất cứ sự giàu sang nào, không bất cứ danh vọng nào mà mình đạt đến mà nó làm cho mình sống an lạc hết. Khi mà mỗi chúng ta đều có một cái căn bệnh trầm kha, đó là tanh tha hay là khát ái. Cái tanh tha này đó, mà chúng ta thường lấy ví dụ là mình ăn cơm mà nó lỡ ăn mặn quá. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ ở nhà đó, thì ở miền quê người ta có món người ta rất thích ăn là mắm kho đó quý vị. Cái mắm ăn thì nó ngon nhưng mà ăn xong uống nước nhiều lắm. Và khi mình ăn thì mình khát, và khát thì mình uống. Lúc uống thì có thể đã khát nhưng mà lát sau nó khát nữa. Và uống, người ta nói uống bể cái lu á, đụng bể cái lu tức là nước mưa hứng ngoài lu cứ ra múc gáo uống hoài. Mà khi mình uống mình cảm thấy ngon, khi mình khát mình cũng muốn uống nước, uống nước cảm thấy nó ngon. Nhưng mà phải nhận rằng cái khát đó nó là một sự khao khát không có thỏa mãn. Không phải mình nói khao khát uống luôn một gáo nước mình hết nước hết khát đâu. Tại vì ăn mặn khát nước làm ra chịu nổi. Thì Đức Phật dạy rằng mỗi chúng ta đó có một cái nguyên nhân. Nguyên nhân đó là sự khát ái hay là sự khao khát. Và một ngày nào đó chúng ta phải nhìn trong gương đối diện với chính mình để thấy rằng cái nguyên nhân nó chính ở trong lòng mình, chứ không phải ở bên ngoài, không phải tại vợ, tại chồng, tại ông A và B. Đây là một cái chuyện rất là khó thưa quý vị. Ngày nay đó, trong thế giới của chúng ta là một thế giới hay đổ lỗi hay quy trách. Chúng ta sống trong thời đại, ví dụ như là chúng ta sống ở tại hải ngoại với cộng đồng người Việt ở đây đó, thì phần lớn những người Việt tị nạn thì họ đều đổ lỗi là nước Việt Nam khổ là do chế độ cộng sản. Thì chuyện đó cũng có đúng chứ phải không đúng. Và họ đòi cái gì? Đòi tự do, đòi dân chủ. Nhưng mà sống tại đây mình thấy cộng đồng người Việt đâu có tự do, đâu có dân chủ đâu. Và cũng sống theo phe đảng, cũng chửi bới nhau. Và bây giờ mà cho chúng ta một đất nước tự do thật sự thì chúng ta cũng có ý thức được cái giá trị của sự tự do đó, ý thức được nền dân chủ đó. Tại vì chúng tôi ít thấy có một cái tổ chức nào
của cộng đồng người Việt ở hải ngoại mà thực sự sinh hoạt theo dân chủ, tinh thần dân chủ. Và khi chúng ta có tự do đó thì chúng ta là chửi bới nhau, chúng ta phiền não nhau, chứ chúng ta cũng hẳn là mình kêu gào tự do dân chủ rồi mình có tự do dân chủ hạnh phúc, mà không phải người Việt Nam đâu, mà người Mỹ cũng vậy, thưa quý vị. Người Mỹ cũng vậy. À, ngày hôm qua chúng tôi đọc một cái tin tức đó là ở tại Florida đó, là một cái tiểu bang mà theo cái bảo thủ của Đảng Cộng Hòa đó, là họ đã loại bỏ 40% sách giáo khoa, tại vì những sách giáo khoa đó không có phù hợp với cái tính lý của Kitô giáo. Và ví dụ như là tính lý của Kitô giáo thì dạy về cái thế giới này được Thượng Đế tạo ra trong 7 ngày sáng thế ký, và thế giới này có 10.000 năm chẳng hạn. Nhưng mà rồi khoa học thì dạy theo tiến hóa, evolution của Darwin chẳng hạn, thì người ta muốn rằng cái nền giáo dục của Mỹ nó phải theo cái tính cách là nó hợp với tinh lý hơn. Ở đây là cái vấn đề nó như vậy, và vấn đề nó như vậy là chúng ta mơ ước về tự do, chúng ta mơ ước về dân chủ, nhưng mà chúng ta có thực sự hiểu tự do là gì không? Và khi chúng ta có được tự do, chúng ta có sống xứng đáng với tự do đó hay không? Thì ở đây nó chỉ là ảo tưởng thôi. Dạ, chúng ta phải nhìn nhận, cho đến khi nào chúng ta thấy được nó là một ảo tưởng, đó là một ảo giác đó, thì chúng ta mới thấy toàn bộ thế giới này đang sống ở trong lửa cháy. Dạ, đang sống trong lửa cháy. Quý vị thấy như Trung Quốc và Nga đó, là những quốc gia có cái diện tích rộng, Nga là diện tích rộng nhất thế giới, mà đi đánh đi chiếm nước này nước kia một từ phần từ nhỏ, và họ sẵn sàng sang bằng có thành phố để họ chiếm thành phố. Bởi vì sao vậy? Là tâm tư chỉ muốn chiếm đoạt thôi, không phải những người Nga đâu, mà tất cả người trên thế giới, cái nào cũng không bao giờ làm chúng ta thỏa mãn. Dạ, chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Và khi mà chúng ta đưa ra một mục tiêu, chúng đi đưa ra một tiêu chí là nó như thế này, nó sẽ tôi đạt thế này, tôi đạt thế kia đó, thì chúng ta đừng quên rằng đó là ảo mộng. Đó là quyển mộng. Tại vì sao? Rồi tất cả chúng ta sẽ chết đi trong cuộc đời này. Và thứ này, cho dù chúng ta có đạt được những điều mà chúng ta nghĩ rằng đó, muốn như vậy, được như vậy là tốt, nhưng rồi mở ra khi mình đạt đến đích điểm đó mà mình gọi là an lạc hạnh phúc, thì không có ai mà hạnh phúc. Thật sự là mình tự gạt chính mình thôi. Dạ, chúng ta tự gạt cái chính mình. Chúng ta đã gạt cái mình từ vô thủy chứ bởi một kiếp này nữa. Dạ, tôi rất muốn điều đó. Muốn đi làm gì? Tôi muốn điều đó, tôi có được, tôi sẽ hạnh phúc. Dạ, và chính do muốn điều đó, cái ý muốn sự khao khát đó, mình đã tạo vô số thứ. Dạ, mình tạo vô số thứ. Thì quý vị nói thì nghe kỳ, nhưng mà ở trong cái bài kinh này thì Đức Phật ngài đưa ra hình ảnh về cái sự khao khát đó, thì làm cho chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của một đứa nhỏ. Dạ, quý vị thấy đến nhà có nhiều khi thăm một vài gia đình đó, họ có con cái nhỏ đó, thì họ có đủ thứ, đã có đủ thứ đồ chơi cho đứa nhỏ hết, nhưng mà không phải có nhiều vậy mấy đứa nhỏ nó hạnh phúc đâu. À, nó đòi cái nợ đòi đi mua về chắc đúng trong nhà chắc nhà đó, nhưng mà rồi nó lại đừng muốn mua thêm, và rồi nó có rồi lâu ngoài ngày nó cũng chán đi. Dạ, lâu ngày nó cũng chán đi, chứ không phải là nó bằng lòng với điều đó. Thành ra dù là không phải là một phòng mà tất cả 3-4 phòng đồ chơi không, thì nó cũng có hạnh phúc được. Dạ, nên chi thưa quý vị, về điểm này chúng ta phải nói rằng ngay sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, ngay sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, dạ, một cái buổi sáng đó bà thượng Narada ngài gọi là bình minh của chân lý. Dạ, bình minh của chân lý tức là siêng thành đạo, ngài trải qua một 3 canh giờ đó, thì buổi sáng khi mặt trời mọc lên đó, thì liều đầu tiên ngài mới nói rằng lang thang muôn kiếp luân hồi tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, bèo mây chúng cũ vần soi lối về, hỡi này anh thở nhà kia, đôi bè kèo cột thảy lìa nát tan, bao thâm ái thảy tiêu tàn, thân ta chứng đạt bằng thảnh thơi. Nhưng mà cái câu đó chúng tôi là nghĩ rằng nếu mà dịch sang tiếng Việt, dịch văn xuôi thì nó dễ nghe hơn. Tức là Đức Phật ngài nói rằng trong cái vô thủy của trầm luân á, ngài đi hoài ngài không thấy cái người mà đã tạo dựng ra cái ngôi nhà đau khổ này. Dạ,
Nhưng bây giờ người ta thấy được rồi, chính là tham ái, chính là khát ái. Và bao nhiêu cái ru nghèo cào cột mà anh Hợi này anh chuẩn bị đó, Ngài đã làm tan nát hết. Tại vì Ngài thấy rằng chính khao khát, cái bình khao khát đó là nguyên nhân của đau khổ. Chúng ta không thấy được điều đó đâu, chúng ta rất khó. Chúng ta luôn luôn xem cái sự khao khát đó, đó là một động lực của cuộc sống. Chúng ta xem khao khát đó là một cái hy vọng của cuộc sống. Chúng ta xem khao khát đó là cái gì đẹp của cuộc sống. Và chúng ta xem khao khát nó là người của mình đó, người của ta đó. Nhưng mà rồi Đức Phật nói đó, đó là chính là cái nhân tố đã tạo ra sự đau khổ. Và rất là khó để hiểu điều này. Thưa quý vị, bây giờ đó, từ cái nguyên nhân của đau khổ đó, Đức Phật cài giải lần này chư tỳ kheo, đây là sự thật và sự diệt khổ, chính là sự chấm dứt khắc ái, đoạn tình khắc ái. Đây là cái gì mà khó hiểu với chúng ta vô cùng. Bởi vì sao? Chúng ta đang học giáo trình tư ưng bộ nói về ác ma, và mình thường thường nghĩ rằng giữa ma và Phật thì chúng ta sẽ chọn Phật không chọn ma. Đó là lý thuyết thôi, đó là lời nói đầu môi chắc lưỡi thôi. Nhưng trên thực tế chúng ta thường chọn theo ma hơn là theo Phật. Tại vì sao vậy? Đức Phật kể giải rằng khát ái là nguyên nhân của đau khổ, và cái giải pháp chính là làm sao diệt trừ được khát ái. Nhưng mà trong đáy lòng của chúng ta đó, thì chúng ta vẫn binh vực khát ái, chúng ta vẫn chạy theo khát ái, xem là khát ái là một người bạn thân thiết. Khát ái là cái gì chúng ta phải bảo vệ và bảo vệ cho bằng được. Và chúng ta ít bao giờ nhận ra rằng chấm dứt khát ái tức là chấm dứt đau khổ. Yeah. Chấm dứt khát ái, chấm dứt đau khổ. Cái này là cái khó lắm thưa quý vị. Chúng ta luôn luôn theo đuổi rượt bắt ảo ảnh, và chúng ta cho đó là một trò chơi hạnh phúc. Chúng ta cho rằng đó là những gì mà cho chúng ta rất nhiều trong cuộc sống này, rất nhiều trong cuộc sống. Và khi mà có ai nói với chúng ta rằng đó chỉ là ảo ảnh và chúng ta phải chấm dứt đi điều đó, chúng ta giải thể từ chối. Không có cái đó, không có rượt bắt thì còn gì là vui thú. Ở trong đời này không có khao khát thì còn gì là hy vọng. Ở trên đời này không có khao khát còn gì là tương lai. Và tôi bảo toàn không có, không thể nào sống mà không có thứ đó. Nên chi thưa quý vị, không phải dễ dàng để chúng ta hiểu, không phải dễ dàng để chúng ta thấy. Lát nữa chúng ta sẽ nói về cái thấy, cái hiểu, cái biết, cái xác kiến. Là Đức Phật đã đưa ra những cụm từ. Những cụm từ này, tức là một loạt các cái chữ mà mới nghe thì chúng ta tưởng là nó trùng với nhau, nhưng nó không có trùng với nhau đâu. Yeah, nó đòi hỏi chúng ta có cái nhìn khác hơn rất nhiều để chúng ta có thể hiểu rõ. Chúng tôi muốn nói lời một điều mà chúng tôi đã có nhiều lần trình bày ở trong lớp học đó, là khi chúng tôi sang bên Tích Lan và Miến Điện đó, thì người Tích Lan và Miến Điện họ là cái sứ Phật giáo lâu đời, họ có cái chiều sâu về văn hóa Phật giáo đó, ngay cả trong ngày sinh nhật, ngay cả trong cái lễ ra trường thì họ hay có chúc với nhau là cầu chúc cho bác, cho chú và sẽ chứng đạt quả niết bàn. Và hay là người Miến Điện đó, nó có câu nói mà câu nói ở trên đầu môi chót lưỡi, câu nói cửa miệng á, câu nói rất là nhiều, đó là xin cho cái phước hạnh mà tôi làm đây sẽ là cái duyên lành để chứng đắc niết bàn. Và bất cứ ai mà họ cầu chúc thì họ cầu chúc chứng đắc niết bàn. Người Việt Nam của chúng ta đó, mà cầu cho ai sớm chứng niết bàn chắc người ta chửi mình, là nghĩ là mình muốn hồi chết sớm vì cái văn hóa của mình, văn hóa mình đã khác. Nhưng mà tại sao các quốc gia đó họ chứng đắc niết bàn? Bởi vì từ ở trong kinh, như về kinh Pháp Luân đây,
Niết bàn tức là sự chấm dứt tất cả khổ. Chấm dứt tất cả khổ tức là giải thoát. Dạ, giải thoát. Và cái mục đích mà thoát khổ đó là một cái mục đích rất là cao cả, rất là thiêng liêng, tối hậu đối với tất cả những người hiểu biết về Phật Pháp. Đối với con người chúng ta thì khi nghĩ đến những mục đích xa xôi thì chúng ta hay nghĩ đến cơm áo gạo tiền, nghĩ đến danh, nghĩ đến lợi, mong rằng mình sẽ phát tài, phát lộc, ăn nên làm ra, gia đạo ăn hòa, vân vân. Nhưng mà chúng ta ít bao giờ liên tưởng đến một cái mục tiêu tối hậu, đó là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ tức là thấy đúng, hiểu đúng, xác thực, và giải thoát là cắt đứt tất cả phiền não, thành tựu chánh trí và đoạn tất cả khổ. Thưa quý vị, quý vị đừng ngạc nhiên là sau cái bài kinh Diệu Pháp Luân này thì trong 4 tuần tới chúng tôi sẽ dành một mỗi tuần để nói về một cái diệu đế. Tuần tới chúng ta sẽ nói về khổ đế, rồi tập đế, rồi nhiệt đế, đạo đế, bởi vì ngày hôm nay chúng ta chỉ đi vào tổng quát thôi. Và quý vị hỏi sao cái đề tài này mà phải mất nhiều tuần lễ như vậy, nhưng mà thật ra thì tứ đế học trong 5-6 bài nó cũng là chúng ta cũng còn chúng ta chỉ nói bề ngoài thôi. Chúng ta từ từ rồi quý vị sẽ thấy tại sao chúng ta cần phải trở lại. Nhưng mà ở tại đây, khi mà Đức Phật đề cập đến sự thật về sự diệt khổ đó, thì Ngài khẳng định rất rõ sự diệt khổ tức là chấm dứt khác ái. Mỗi một ngày chúng ta buổi sáng thức dậy và buổi tối đi ngủ đó, nếu chúng ta nhớ rằng chúng ta đang có một căn bệnh trầm kha. Căn bệnh trầm kha đó là khác ái, là tanh ha. Tanh ha là muốn, tiếp tục muốn nữa, dạ, có cái này, muốn cái kia, muốn hoài, không bao giờ được thỏa mãn hết. Thì chúng ta sẽ dần dà trong cái hiểu, trong cái học, trong cái tu tập đó, chúng ta phải thấy đó là nguyên nhân sanh khổ. Người tu mà không thấy được đó là có vấn đề đó nha. Chúng ta tu tập, chúng ta học Phật Pháp mà chúng ta không thấy được rằng chính cái ý muốn nó là nhân sanh khổ thì có vấn đề. Nó là một câu bản lớn. Nó là câu bản lớn chứ không phải là một điều mà mình để chúng ta nói cho suông miệng. Nếu mà mình xuất gia mà buổi sáng thức dậy mình chỉ nghĩ đến điều là mình mong có được cái này, mình mong có được cái kia, rồi cái chuyện mà mình muốn là Phật tử họ cúng mình dường nhiều hơn, hay là mình muốn đạt cái này kia, thì mình phải tự hỏi rằng cái muốn đó nó bắt nguồn từ đâu. Và nếu chúng ta thấy cái muốn đó là chính là cái nhân sanh khổ đó, thì thỉnh thoảng chúng ta phải đặt lại vấn đề là chúng ta có cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc của sự tịnh tịnh không? Dạ, cái hạnh phúc sự tịnh tịnh không? Chúng ta đừng nói đến cái chuyện của người này người kia, hay thế giới này thế giới khác. Cái chuyện mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy rằng Niết Bàn là không tham, không sân, không si. Có bao giờ trong chúng ta mà trong cuộc tu này mà mình cảm kích được rằng những giờ phút không phiền não là hạnh phúc không? Hay là chúng ta chỉ hạnh phúc khi có người khen mình? Hay là chúng ta chỉ có hạnh phúc khi mà mình được cái này được cái kia? Mà có bao giờ chúng ta cảm nhận là cái tâm không phiền não có hạnh phúc không? Và chuyện này không phải dễ, hoàn toàn không dễ. Chúng tôi biết có nhiều người đó, họ luôn luôn khổ vì cái bực dọc, cái khó chịu với người khác. Mà mình nói rằng tiếp tục giữ cái tâm ý như vậy đó là tiếp tục khổ, thì họ không có hiểu. Ngàn lần không hiểu, 100.000 lần cũng không hiểu. Họ chỉ nghĩ đó là hạnh phúc thôi. Có hạnh phúc thì họ mới xét nét, họ mới chỉ trích, họ mới đả phá người này người kia. Họ nghĩ được đó là hạnh phúc. Nhưng mà thật ra, có bao giờ chúng ta buổi sáng thức dậy tâm hồn rộng rang, thanh thản, không có tham, không sinh, không si, lúc đó chúng ta cảm nhận hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó là hạnh phúc của không phiền não. Bởi vì người phàm phu á, rất khó để cảm nhận những cái hạnh phúc của cái gọi là không có khổ đau, mà chúng ta chỉ muốn là mình thật sự hạnh phúc thì mình có cái này cái khác thôi. Cái hạnh phúc mà không khổ đau, hạnh phúc mà không phiền não đó, nó hạnh phúc khó cảm giác vô cùng, khó nhận ra vô cùng. Và chúng ta
biết trầm luân là khổ, nhưng mà không có trầm luân thì mình cảm thấy rằng mình không còn làm gì cả. Và điều đó, đó nó làm cho mình lo âu sợ hãi. Chúng tôi nhớ Hòa Thượng Vinh Minh, Hòa Thượng có viết trong quyển Vi Tiếu Ngô Trường cũng có hài nhưng cũng vui, là có bà đã lên chùa mà hỏi Hòa Thượng về chứ tu sao mà để cho sống chứng đắc Niết Bàn. Thì Hòa Thượng có hỏi, có trả lời rằng bây giờ bà cũng muốn chứng đắc Niết Bàn liền không, chấm dứt hành lý liền không? Thì bà mới nói rằng dạ xin để về công vài của những thu xếp cái đã. Dạ, còn chuyện nhà, chuyện kia, chuyện chồng, chuyện con trước khi mà chấm dứt tiền não, chấm dứt sinh mệnh. Nhưng mà phải nói một điều là quý vị, chúng ta chỉ biết có một thế giới. Thế giới đó là thế giới của hệ lụy, thế giới của khổ đau. Khi không có thế giới đó, chúng ta cảm thấy hụt hẫng, chúng ta cảm thấy lo sợ, cảm thấy trống vắng. Bởi vì cái mục đích của giác ngộ giải thoát ít có người trong lắm, quý vị. Ít có người nào mà sống còn mong để giác ngộ giải thoát lắm, mà luôn luôn chỉ mong một điều rằng mong cái sao làm chư thiên, mong cái sao mình được đẹp, mong cái sao được giàu có, mong cái sao làm chư lương vương, mong sao được mong cái này cái kia. Nhưng mà gọi là mong thế nào mà mình đoạn phiền não thành được chánh trí thì ít bao giờ nghĩ tới. Và chúng tôi nói ở đây là chỉ là cái đó, chúng ta sẽ trở lại với đề tài này khi mà chúng ta nói về diệt đế ở trong 3 tuần lễ tới. Và sau cùng thì Đức Phật kể giải về sự thật, về con đường dẫn đến diệt khổ. Con đường này là một con đường thần tu. Con đường này là gồm cái sự tu tập 8 chi phần. Dạ. 8 chi phần này không phải tự nhiên mà có, nên mình cầu mong ở đây, ở ai mà mình phải tu tập. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định. Và con đường này đó, nó là một sự chuyển hóa toàn bộ cuộc sống, chứ không đơn thuần là chúng ta chỉ có cái này hay có cái kia. Đây là một ở trong những điểm rất là tinh tế, chứ nó không có giống như là nhiều người Phật tử nghĩ rằng mình sống ở chỗ này khổ quá, mình xin visa để qua một quốc gia khác là hết khổ, hay là mình sống ở cõi người thì cõi hiện tại mình khổ quá, mình sanh về nước cực lạc hết khổ. Cái quan niệm như vậy rất là hời hợt. Quan điểm của Đức Phật, cái lời giải Đức Phật là cái giải pháp của đau khổ đó là một con đường tu tập. Con đường tu tập gồm có 8 chi phần mà chúng ta sẽ đề cập đến trong cái bài thứ 5 của Giáo lý Tứ Đế, nói về đạo đế. Và bây giờ thì thưa quý vị, khi sau khi đề cập đến 4 sự thật là 4 cái cơ sở nền tảng của 4 cơ sở nền tảng của con đường tu đạo đó, thì Đức Phật ngài dạy sang cái hành trình toàn diện đối với bốn sự thật này. Thứ nhất là chúng ta hiểu rằng mỗi một sự thật đó có được truyền dạy có một mục đích khác nhau. Khổ đế cần được liễu ngộ, tập đế cần được đoạn trừ, diệt đế cần được chứng ngộ, và đạo đế cần được thực hành. Ngài Tịnh Sự thì ngài viết tắt, ngài nói là khổ để biết, tập để diệt, diệt để thành, và đạo để hành. Và tức là khổ đế được Đức Phật tiêu thích để chúng ta biết, cần được hiểu biết, và diệt đế cần được đoạn trừ, tức là ái dục cần được đoạn trừ, rồi diệt đế là niết bàn cần được chứng, và đạo đế cần được. Và trong cái bốn cái thái độ hợp tình hợp lý đối với bốn đế đó, thì nó trải qua 3 cái công đoạn. Và cái công đoạn đầu tiên là công đoạn nhận thức. Công đoạn thứ hai á, là cái công đoạn mà đã làm cái gì cần thiết. Và cái công đoạn thứ ba đó là chúng ta đã làm. Ví dụ như là Đức Phật ngài nói về 3 luân 12 chuyển. Nhận diện là đây là khổ,
Dạ, hiểu rõ cái cổ đây là cổ, đó là một. Dạ, tức là tôi diễn pháp học đó, pháp hành đó, là khổ cần được hiểu biết. Dạ, khổ cần được hiểu biết. À, đó là giai đoạn thứ hai. Và khổ đế đã được hiểu biết là xác nhận là mình đã thực sự hiểu biết khổ đế rồi. Dạ, đây là tập đế, là nhận diện tập đế. Tập đế cần được diệt và tập đế đã được diệt. Tức là ba giai đoạn pháp học, pháp hành, pháp thành. Đây là diệt đế. Diệt đế cần được chứng ngộ. Diệt đế đã được chứng ngộ. Đây là đạo đế. Đạo đế cần được tu tập. Đạo đế đã được tu tập. Thì ba cái công đoạn này nhân cho 4 thành ra 12. Và trong kinh Phật gọi là ba luân 12 chuyển. Tức là hiểu một cách nhuần nhuyễn, hiểu một cách rõ ràng, hiểu một cách xác thực, hiểu một cách hoàn chỉnh. Dạ, đúng là cái chữ này mới gọi là đúng là hoàn chỉnh. Dạ, khi giáo lý tứ đế được đề cập trong ba luân 12 chuyển, đúng là một cái sự nhận thức hoàn chỉnh, một sự giác ngộ hoàn chỉnh. Bởi vì sao? Hiểu về khổ, hiểu nguyên nhân sinh khổ, hiểu về sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ đó. Đó là 4 cái hệ luận hoàn chỉnh. Và cái hành trình hoàn chỉnh đó là khổ đế cần được biết. Đây là khổ đế cần được biết, khổ đế đã được biết. Tập đế, đây là tập đế cần được diệt, tập đế đã được diệt. Đây là diệt đế cần được chứng và diệt đế đã được chứng. Đây là đạo đế cần được hành, đạo đế đã được hành. Đó là một cái, đúng nghĩa là một quy trình hoàn chỉnh, đó là một con đường hoàn chỉnh. Và Đức Phật Ngài khẳng định rằng, đây này rất là quan trọng, cho đến khi nào và 4 diệu đế này được Như Lai chứng ngộ với 3 luân 12 chuyển, thì Như Lai tuyên bố cùng thế giới này với Chư Thiên Ma Vương Phạm Thiên Hội Chúng Sa Môn Bà La Môn Sanh Đề rằng Như Lai đã chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dạ. Tôi Phật tử đây là một lời tuyên bố, là một lời tuyên bố rất ư là quan trọng. Dạ, rất ư là quan trọng. Nếu quý Phật tử đọc kỹ đoạn trên, đoạn trên khi mà nói về ba luân 12 chuyển, thì quý vị sẽ thấy rằng có những cái chữ được đề cập là chắc luôn Uttapadi, Jnana Upadapadi, Banya Upadapadi, Vichya Upadapadi, Aloko Upadapadi. Mà ngày xưa đó, khi mà chúng tôi còn nhỏ thì tôi hay dịch là nhãn sanh, rồi trí sanh, rồi tuệ sanh, rồi minh sanh. Chẳng hạn thì cái đó thì dịch chữ nghĩa đen dễ đùi thôi, chứ thật ra nó không có rõ đâu. Dạ. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng đối với cả ba luân 12 chuyện đó, thì chắc khung ở đây không phải là con mắt, mà chắc khung nào thấy. Dạ. Nha năng, banh nha, quý cha, mà chúng ta thường dịch là nha năng là chúng ta dịch là trí, rồi banh nha dịch là tuệ, quý cha chúng ta dịch là minh. Thì thật ra dịch trong chữ Hán thì dịch cũng được chứ phải không được, nhưng mà dịch như vậy nó nghe mơ hồ. Chúng tôi không biết là quý vị đọc sao, nhưng mà bây giờ chúng tôi mới biết là hồi nhỏ chúng tôi học kinh rất là tội nghiệp. Rất là tội nghiệp là đôi khi các ngài cứ dịch là nha đá dịch là trí, rồi banh nha là tuệ, mà đôi khi banh nha dịch là trí tuệ, chúng tôi cũng biết các ngài nói cái gì. Dạ, nhưng mà từ cha đến đời con, từ đời thầy đến đời trò, cứ dịch như vậy hoài, chúng ta không biết là cái gì. Sau này lớn lên đọc sách thì mình biết rằng thật ra nó mang nghĩa khác nhau. Dạ, mang nghĩa khác nhau. Thấy là khác, mà biết là khác, hiểu là khác, xác chứng là khác, mà thấu triệt là khác. Dạ. Thì về điểm này đó, chúng tôi sẽ đi sâu vào khi mà chúng ta đọc. Thì thấy biết hiểu xác chứng đó, nó là cái là những cái chúng ta gọi là một cái quá trình giác ngộ toàn diện. Dạ, quá trình toàn diện. Chúng lại với những cái chi tiết của những từ này,
Nhưng mà khi mà Đức Phật Ngài đã đi qua cái quá trình thấy biết hiểu sát chứng thấu triệt đối với ba luân 12 chuyển thì Ngài nói như vậy: cho đến khi nào bốn diệu đế này chưa được Như Lai hoàn toàn giác ngộ với ba luân 12 chuyển thì Như Lai không từ nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng sa môn, chư thiên nhân loại rằng ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi lặp lại, đây là một lời tuyên bố sấm sét. Dạ, là tuyên bố sấm sét. Nếu Đức Phật Ngài đã không thấy biết hiểu sát chứng thấu triệt ba luân giáo lý tứ đế, bốn sự thật vi diệu với ba luân 12 chuyển đó, thì Ngài không có nhận Ngài giác ngộ. Ngày hôm nay chúng ta nói Ngài là Phật, con đã lấy Phật. Thật ra chúng tôi hiểu Phật có nghĩa là giác ngộ. Giác ngộ như thế nào? Giác ngộ cái gì? Chúng ta phải đọc kỹ vào bài kinh này. Bởi vì chúng tôi nói rằng đa phần tất cả chúng ta đó, thì chúng ta đọc một thoáng cái thời hận, chúng ta ít bao giờ chiêm nghiệm. Thành ra có nhiều vị xem kinh Diệu Pháp Luân là gì? Kinh Diệu Pháp Luân nói về tứ đế, nói về con đường trung đạo, nói về bát chánh đạo, không có chuyện gì phải quan trọng hết. Nhưng mà chúng ta nên hiểu một điều rằng Đức Phật Ngài tuyên bố sự giác ngộ của Ngài không phải là sự tuyên bố không có căn cứ, mà cái căn cứ cơ sở đó là đối với tứ diệu đế. Mà đối với tứ diệu đế không phải là chỉ đơn thuần là những định nghĩa mơ hồ về khổ lập diệt đạo, mà Ngài còn trải qua cả ba công đoạn về cái sự nhận thức, sự thực hành và sự chứng ngộ, mà qua ba luân 12 chuyển. Và ba luân 12 chuyển tứ đế đó, từ tứ đế mà hiểu ba luân 12 chuyển đó, làm cái cơ sở nền tảng cho điều mà Ngài gọi là con đường trung đạo, cho điều mà Ngài gọi là một cái giải pháp cho cái nỗi khổ đau và cái nỗi khổ kiếp trùng luân là nỗi khổ cấp thiết. Tại nếu quý vị nhớ như vậy là khi chúng ta nói về khổ, chúng ta cũng hiểu một cách phiến diện. Khổ là cái nào mất tiền, mất bạc, khổ bị người ta chửi, khổ bị người ta đánh mới là khổ, khổ là chiến tranh bom đạn mới là khổ, khổ là thiên tai bão lụt khổ. Không, Đức Phật nói rằng cái khổ theo bản chất tự nhiên đã là khổ rồi, mà cái hạnh phúc mà không trường cửu, hạnh phúc mà đi quỷ diệt cũng là khổ. Và bên cạnh cái khổ tự nhiên nó còn có cái khổ do cái vô minh, do cảm giác chúng ta tạo nên, chúng ta gọi sankhara là hành khổ. Và cái khổ đó phải được chúng ta nhìn thấy nó là một nhu cầu cấp thiết. Chúng ta giống như là đang chạy tản cư ở trong chiến tranh, mình bảo mình cứ ngồi đó thì từ cái gì rồi cũng qua, khổ nào qua, không có qua đâu, giờ đâu qua. Hay là người ta nói mình bệnh ung thư, mình nói rồi thì cái gì rồi cũng qua. Đó là một lời của một câu hát thôi, cái gì rồi cũng qua. Nhưng mà nếu chúng ta không chữa trị hợp tình hợp lý thì nó sẽ lan rộng ra, nó hành hạ cho cái lòng khổ của ta nhiều. Thành ra cái khổ đó nó là cái khổ đòi hỏi sự chữa trị cấp thiết. Dạ, nó có một tính cách rất là cấp thiết ở đó. Thì thưa quý vị, ở trong đồng bài Kinh Diệu Pháp Luân có ghi một câu rằng khi Đức Thế Tôn chuyển Pháp Luân này thì chư thiên trên địa cầu ra mừng Pháp Luân vi diệu. Những điều này chưa bao giờ được giảng đại bởi bất cứ Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên nào. Nay được Thế Tôn tiên thuyết ở tại Lộc Quyện Isipatana gần Varanasi. Được nghe như vậy, chư thiên cõi tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu sức, bá lạc, tha quá tự tại cùng các cõi phạm thiên đồng thanh vui mừng. Trong phút chốc cả 10.000 thế giới chấn động, một hào quang vô lượng vượt xa hào quang của chư thiên, chiếu diệu cùng cấp thế giới. Và ở cuối bài kinh có ghi một câu rằng, ngay khi ấy tôn giả Đức Phật lên tiếng, Kondanya đã liễu ngộ. Từ đấy tôn giả Kondanya được gọi là Anya Kondanya, và Anya nghĩa là liễu ngộ. Đây là một cái chi tiết quan trọng mà chúng ta để ý. Khi Đức Phật Ngài giảng thì tôn giả Ananda, tôn giả Kondanya chứng tu đạo Phật, và Đức Phật Ngài dạy rằng Kondanya đã liễu ngộ, nghĩa là Đức Thế Tôn giảng và Ngài đọc được tâm của tôn giả Kondanya. Chẳng như đọc tâm Kondanya mà Ngài nói được, có nghĩa là từ đó trở đi cái biết cái hiểu của tôn giả Kondanya không có dời đổi. Dạ, không dời đổi. Đức Phật không chỉ tuyên bố sự giác ngộ Ngài, mà Ngài còn có khả năng tuyên bố sự giác ngộ của người khác.
và chưa bao giờ có một cái sự tuyên bố của Đức Phật về giác ngộ người khác mà sai trái hết. Dạ, ngay cả đối với một vị sa di 7 tuổi, ngay cả đối với một người mới vừa nghe pháp như tôn giả Kunanya, không có, bởi vì Đức Phật là Phật. Chúng ta đọc những đoạn kinh này thì chúng ta mới có cái niềm tin ở Đức Phật như thế nào. Tại sao Đức Phật là Phật? Tại sao Đức Phật là Phật? Bởi vì Ngài không phải chỉ giảng pháp, mà Ngài còn tuyên bố sự giác ngộ của chính Ngài có cơ sở. Và đồng thời Ngài cũng xác chứng cái sự giác ngộ của người khác. Có những người, thưa quý vị, như tôn giả Ananda, kiến văn một trời như vậy đó. Nhưng mà Đức Phật Ngài vẫn nói rằng tôn giả Ananda là bị hữu học tu đầu quần thôi. Nếu mà Đức Phật Ngài nói sai, là Ngài nói là tôn giả Ananda là bị A-la-hán, bị cả một cái kho tàng kinh điển trong lòng như vậy. Đến khi Đức Phật sắp Niết Bàn, tôn giả Ananda khóc thì hư rồi. Tại tôn giả Ananda rơi lệ đâu phải là vì A-la-hán. Dạ. Và Đức Phật nó chưa từng sai chạy. Mà có một vị sa di 7 tuổi thôi. Dạ, 7 tuổi thôi, Đức Phật Ngài dạy rằng vị đó sa di xuất khá, sa di tích xá, đó là A-la-hán. Thì vị đó, vì nó có thời gian trưởng thành, có tiểu lớn lên, nhưng chưa bao giờ vị đó nên đánh mất cái tâm của một vị A-la-hán là thanh tịnh, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Dạ. Chúng ta phải đọc kỹ, đọc rõ điều đó thì chúng ta mới có đức tin rằng quả thật là Đức Phật ra đời, Đức Phật là chánh đẳng chánh giác, là một vị tối thượng y vương, là một đấng thập lực. Ngài có những lời nói không có sai chạy. Thì khi mà Đức Phật đang thuyết pháp và vừa thuyết pháp xong thì Ngài nói rằng Kunanya đã lĩnh ngộ, Kunanya đã lĩnh ngộ. Đó là người đầu tiên ở trong giáo pháp, người đầu tiên ở trong cái thời Phật hiện đại đã thành tựu quả vị giác ngộ giải thoát. Và Đức Phật Ngài khẳng định ngay khi mà Ngài thuyết pháp vừa xong. Thật ra về sau này các vị thường gọi Ngài Kunanya là Anya Kunanya, bởi vì Đức Phật Ngài đã gọi Anya Kunanya, Anya Kunanya là Kunanya đã lĩnh ngộ. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi tạm ngưng bài giảng này ở đây một chút. Nhờ quý vị đừng lo là có những phần trong bài về tứ đế này đó, chúng ta sẽ trở lại những bài tiếp theo. Dạ, những bài tiếp theo khi mình nói về cổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Chúng ta có 4 bài nói về mỗi một đế như vậy. Bởi vì có nhiều chi tiết chúng ta sẽ học thứ gì. Chúng tôi đang ở ngoài, không biết quý vị có thấy Hòa Thượng Tuệ Sư còn ở trước máy không? Và nếu Hòa Thượng Tuệ Sư còn ở trước máy thì cũng thỉnh Hòa Thượng để có vài lời về tứ đế hôm nay. Nhưng như Hòa Thượng Tuệ Sư không có mặt trước máy phải không, có gì hết. Không biết là chúng tôi nói như vậy phải không? Quý vị dạ đã rời trong rồi. Thượng tọa Tuệ Quyền ấy, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu sư tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy, xin sư tọa Tuệ. Dạ, xin thưa Thượng tọa Tuệ Quyền có một vài chia sẻ về kinh chứng pháp luân hay là về tứ đế, là kính thưa Thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Còn kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa, hình như là có Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Trư Tri, Đại Đức Tuệ Đức Xuân cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Hòa Thượng, có thể nói rằng suốt 2 tiếng đồng hồ trước khi nghe Hòa Thượng giảng, và con viết một cái bài báo mà liên quan về dấu chân xưa của Phật, nó sơ về cái sự ra đời của Ngài, và chúng ta tìm về cái dấu chân xưa và xuyên qua bài kinh tứ đế. Dạ, thì có thể nói rằng là nếu chúng ta đọc lại một bài kinh tứ đế, không hiểu sao mà có một số người lại quá quắc, tôi cho rằng là cái đó nó là một cái giáo lý thấp kém, cái giáo lý mà đơn giản. Thì cái điều này nếu chúng ta đọc kỹ lại, một sự hoài cảm hết sức xúc động. Là sao vậy? Cái chân lý đó 25 thế kỷ trôi qua mà chính Ngài tự mình giác ngộ,
khi nãy mà Hòa Thượng đọc tôi với cái mà ta giác ngộ cái này mà xưa nay chưa có người từng giác ngộ, chưa có người từng hiểu biết, ta nói ra mà chư thiên ở các cõi có như hoan hô tung mừng. Yeah. Con nhớ cái chỗ đó mà đọc cái kinh văn, nếu mà chuyển pháp luân chúng ta đọc ngay chỗ đó, chúng ta để ý chư tăng đọc khéo đọc đó, thì chỗ đó rất là nhấn. Chatomaharajika rồi rồi Yama rồi Nimanarati rồi tất cả các cõi đều tung qua đóng mực. Đọc đến cái chỗ đó phải nói là cô đang có cái tâm tư đang vừa nghe vừa viết viết bài, vừa đọc tới chỗ đó mà con giật mình, chứ con xem là cái bài để con thêm vào chỗ đó. Cái ngày này, cái ngày mà có thể nói từ xa xưa chư thiên hoan hô hoan hỷ đón mừng một cái sự khải thị, một cái sự đặc, giống một tiếng trống chánh pháp. Và ngày hôm nay, mãi cho tới ngày hôm nay, nếu chúng ta có một cái nhìn thực tế, những cái gì mà khổ chúng ta chưa thật sự đã liễu tri, chưa thật sự đã hiểu biết và chưa thật sự đoạn diệt, mà chúng ta cho rằng chúng ta hiểu hiểu về tử đế, thì chỉ hiểu bằng một cái sự thật ra không biết hiểu bằng cành lá hay là chúng ta hiểu trên một cái hình chụp thì đúng hơn. Cái hình chụp, cái cây đó đẹp, cái lá này nó đẹp, cái bông này nó đẹp hết. Cũng ví dụ như vậy, chúng ta chưa thấy cây mà chúng ta thấy cái hình thấy nó đẹp, thì cái giá trị thấy đẹp đó đó chỉ là qua hình và tới đó hết. Thì ở đây phải nói rằng nếu như chúng ta hiểu về được về tứ đế, tại sao mà cái bài kinh đó, bài kinh lần đầu tiên mà Đức Phật Ngài vận chuyển bánh xe pháp lưng tham chắc cấp bảo quát tana mirada về tất cả khổ phật cầu hoàng phích khu aman tỳ sĩ tại vườn nay mà cho năm thầy tỳ kheo để thọ giáo để đón nhận. Cái bài kinh có thể là bài kinh chuyển pháp luân hay tứ đế này là hàm tận như chiếc bán đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối của pháp và lực, những gì 84.000 pháp môn Phật đã dạy. Đó chính là trình bày sự khổ và trình bày sự chấm dứt khổ. Mà chính chỉ có Đức Phật là người khai thị, là người chỉ dẫn, là người đưa chúng sinh từ trong một cái mê hoặc trở về cái bờ giác, có một cái nhìn ổn định chính xác hơn. Chỉ giáo lý thở xa xưa là một giáo lý tôn thờ, là một cái giáo lý nghe và làm, chứ thật sự không có kinh nghiệm qua thực thực tự tự thân của mỗi người để mà có sự suy nghĩ về cái kiếp nhân sinh hiện hữu của chính mình nó là như thế nào, nó ra sao. Quả thật tất cả chúng ta học hiểu được một phần giáo lý, dầu cho sự thật ra mà nói nó như là hình bóng của cuộc đời, nhưng chúng ta cũng nhìn cho hình cái bóng một cách tận tường hơn, nhìn một cái ảnh mà chúng ta phải chịu khó để nhìn, để tìm ra cái đẹp của cái ảnh đó, rồi chúng ta mới tìm về cái cây của tứ đế được. Chứ nghe nghe khổ biết khổ, biết một cái biết bình thường lắm, chứ không có gọi là parinyaya được, không có biến tri được, không có thật sự hiểu mà để xả ly, hiểu mà biết sợ hãi, hiểu mà để biết diệt trừ, chúng ta chưa có được cái đó. Mà chúng ta chỉ hiểu rồi hết. Khi những niềm đau, nỗi khổ, những cái vui, cái buồn của tấm thân ngũ uẩn này nó xuất hiện. Như khi nãy trong room con có thuyết một cái công pháp cũ mà 202 đó. Natira ka samo ati natit do sa samo kali natit khan ta sama dukha natit santi parang sukhang. Không có lửa nào bằng lửa, không có lỗi nào bằng lỗi sơn, không có khổ nào bằng khổ uẩn. Chỉ có niết bàn là sự tịch tịnh, là hạnh phúc tối thượng. Thở đây thì chúng ta thấy không có khổ nào bằng cái khổ của quẩn, mà ở trong cái bài kinh tử đế này Đức Phật thì chỉ ra cho tất cả khổ sanh già đau chết bệnh hoạn thương xa ghét gần, tất cả những cái điều kiện đó rồi nó gom lại, khi nào mà còn chấp thủ
sắc thọ tưởng hành và thức uẩn này, khi đó là khổ. Bên chúc ba đa nát kata cha thi bí đúc kha cha ra bí đúc kha và thi bí đúc khăn má ra nằm bí đúc khăn số cá bà rê đê và đúc kha đô mà nát su ba gia sa áp bí dê sắm bà dô gô đúc khô bí dê quý bà dô gô đúc khô dâm bí chăng nà lá bà tì tâm bí đúc khăn sang khít tên là bên chúc ba đa nát kata đúc kha đi đăng khô bà nó phít kha. Thế nào là khổ nhá? Thì nếu mà chúng ta nghe được cái đó, nghe một cách điều điều, và nếu quý vị chịu khó mà đọc cái kinh văn, nghe cái kinh văn này, thì quý vị mới thấy rằng khủng khiếp. Nó hào hùng và nó mạnh mẽ. Nó là một lời khẳng định và nó là một lời mà tuyên bố khải thị cho muôn đời. Mà không hề thay đổi. Cho tới ngày hôm nay. Cho tới ngày hôm nay. Nếu chúng ta thật sự. Chúng ta chỉ có một cái nhìn. Của kiếp nhân sinh này thôi. Nó nhanh chóng. Nó giả tạm. Và không biết lúc nào. Còn lúc nào mất. Đây là sự thật. Nếu như có cái sự tu. Có sự hiểu biết thì chúng ta mới thấy rằng cái bài kinh Tứ Đế này không phải là một cái bài kinh mà nói cái chuyện mà chỉ nói ở khổ tập, khổ nguyên nhân sinh khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Nó chỉ bốn cái điều này, bốn cái giá trị chân này. Chúng ta chỉ hiểu như chúng ta nói, nó như cái ảnh chụp để mình chúng ta xem qua hết. Chứ chưa thấy tận mắt, chưa đi đến tận mắt. Chưa nhìn thấy lá đó, chưa nhìn thấy cây đó, chưa nhìn thấy trái đó, chưa nhìn thấy bông của Tứ Đế đó. Chỉ nhìn qua cái phim, cái ảnh thôi, mà chúng ta thấy nó đẹp như vậy đó. Thì cái nhìn của chúng sinh bằng một cái nhìn của bình thường, bằng cái nhìn của lựa chọn, bằng cái nhìn của cái chấp thủ, vân vân, mà chúng ta chưa bao giờ thật sự hiểu biết mà rõ ràng về cái giá trị đó. Cũng như chúng ta biết trong cái bài kinh Trường Pháp Luân nhấn mạnh rất là nhiều lần cái điều mà Như Lai chứng đắc này xưa nay chưa hề có người được chứng đắc, chưa hề có người hiểu biết, nay Như Lai đã hiểu biết. Điều mà Như Lai đã thành tựu xưa nay chưa người được người thành tựu, điều của Như Lai đã đoạn diệt xưa nay chưa có người đoạn diệt, hôm nay Như Lai đã đoạn diệt. Thì chúng ta biết ở trong kinh Trường Pháp Luân nhấn mạnh chỗ này rất rất là mạnh, rất rất là nhiều lần, để làm chi? Để nhằm nói lên cái quan trọng và cái lý nó cao vời mà tất cả những người phải thực nghiệm, những người phải đồng chứng đắc, đồng hiểu biết thì chúng ta mới cảm thụ được. Chứ còn không thể cảm thụ bằng một cái, bằng một cái thấy, cái nghe, cái nhìn xuyên qua cái trí phàm phu của chúng ta được. Mà đó chính là một cái ý niệm là phải có một sự tu tập, phải có một sự thực nghiệm, phải có một sự nghiêm mật chính xác thì chúng ta sẽ tìm được một lý gì đó. Chứ còn quả thật, những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta biết, nó mới chỉ là một cái, như là một cái trạm xe, như là một, là cái bến xe, như trong bài kinh trạm xe. Chúng ta chỉ mới đi tới bến xe chứ chưa có lên được một cái trạm nào hết. Thấy cái bến xe đó, rồi đi đến bến xe đó, nhưng chưa có lên được một bến xe nào. Rồi chúng ta cho rằng rồi chúng ta đi về, đã đi về tới nơi, tới chỗ, hay chúng ta, rồi chúng ta cứ đến đó đi, rồi thế nào chúng ta cũng đi về cái bến xe cuối cùng, cái mục đích cao cả, thì chuyện này không bao giờ có đâu. Dạ. Thì cái giáo lý Tứ Đế hay là cái bài kinh chuyển Pháp Luân, những cái lời mà Đức Phật lần đầu tiên vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương Tham Ma Chắc Cấp Pháp Quát Tà Ná để độ đời, cũng là
lần cuối cùng mà Đức Phật Ngài diệt độ Niết Bàn, cũng là lời dạy xuyên qua chuyển pháp luân này. Và kinh bạch hòa thượng, đây chính là vài lời trên cái thiện ý của chính con là như vậy. Nếu có điều chi thiếu sót, kính mong hòa thượng bổ túc cho được hoàn mãn. Nam mô Bố Tha Giá. Sa thú, kính trình thưa tội thực quyền với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, dường như là thượng tọa Pháp Tân không có mặt ở trong lớp học phải không? Quý vị có thấy thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trong lớp học không? Quý vị có thấy thượng tọa Pháp Tân có mặt ở trong lớp học không? Dạ vâng. Cảm ơn để được tự trị. Sau lời tự nguyện thì chúng tôi xin được tiếp lời với phần còn lại. Thưa quý vị, cái lớp học tới này của lớp Thắng Pháp tầm yếu đó, thì chúng ta sẽ có thể nghe một số giảng giải về cái mà điều mình chúng ta gọi là dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ quý vị, nãy giờ chúng tôi gián đoạn lâu chưa quý vị hả? Chúng tôi gián đoạn lâu chưa quý vị cho chúng tôi biết. Hồi thượng tọa dạ vâng. Thì thưa quý vị, chúng tôi đã nói về pháp quán niệm xứ chưa? Quý vị có, hồi nãy quý vị có nghe chúng tôi nói về pháp quán niệm xứ không? Tức là từ lúc mà thượng tọa Tuệ Quyền chấm dứt kia tới giờ chúng tôi nói quý vị không nghe được phải không? Dạ vâng. Thưa quý vị, chúng tôi trở lại là trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, nói về bốn pháp niệm xứ có phần pháp quán niệm xứ. Pháp quán niệm xứ có nghĩa là quán chiếu những đề tài pháp. Thay vì nghe giảng, thay vì chỉ đọc ở trong kinh, thì chúng ta quán chiếu những đề tài đó ngay trên thân tâm của mình. Tức là sử dụng thân tâm của mình như một quyển sách để đọc về pháp quán niệm xứ, như là đọc về Thánh Nhất Chi, về bốn nội xứ, bốn ngoại xứ, về năm truyền cái, vân vân. Thì trong đề tài pháp quán niệm xứ đó, thì chúng ta có quán sát về tứ thánh đế hay là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là một cái đề tài trong những đề tài của pháp quán niệm xứ. Điều này có nghĩa là tứ diệu đế không những chỉ đơn thuần là chúng ta suy tư như là bàn thảo nghe pháp đọc ở trong kinh, mà ngay cả quán chiếu trong đời sống hàng ngày. Và vị thiền sư mà đặc biệt ngài rất là thiện xảo về đề tài này, đó là Ngã Chân Cha. Thứ vì Ngã Chân Cha đó, ngài có một cái cách dạy đệ tử là làm sao để đọc được Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế ngay trong cái thân tâm trong sinh hoạt hàng ngày. Và khi lắng nghe những bài giảng của ngài đó, thì chúng ta sẽ thấy được một điểm là không phải chỉ đọc đơn giản là Diệt Đế là Niết Bàn thì phải chứng Niết Bàn rồi mình mới thấy được Niết Bàn, quán chiếu được Niết Bàn,
Mà diệt đế đó được xem như là sự chấm dứt khác ái. Và cho dù sự chấm dứt đó nó chỉ là sự chấm dứt đơn cử một cái sự ham muốn, nhưng mà sự chấm dứt đó đó nó lại là một trong những điều cho chúng ta hiểu rõ. Thí dụ chúng tôi đọc một cái câu chuyện của một vị sư người Anh khi qua tu tập ngày Chánh Xa đó, thì bởi vì ở trong chùa buổi chiều không có ăn uống ngoài trừ uống một chút nước loãng thôi, như là cà phê hay là một vài cái thức uống rất là loãng thôi. Tại ra có lần đó là người mẹ của vị sư này đó từ bên Anh qua thăm, và bà đã đem theo một số mật ong để tặng cho vị sư, để cho cúng dường vị sư này. Thì mặc dù vị sư này đã cúng dường lại cho chư tăng, nhưng mà còn giữ một hộp. Và hôm đó buổi chiều đó thì có nước, thì vị này uống với mật ong, nhưng mà có lẽ vì đói vì thèm đó nên uống rất nhiều mật ong, đâm ra bệnh, đâm ra đau bụng. Dạ, mật ong thì tốt nhưng mà nhiều quá thì đau bụng. Và lúc bây giờ thì vị này thay vì đau bụng khổ lên xin thuốc, thì vị này ngồi lại để mà nhớ lại lời dạy Ngài Chánh Xa là cái đau này là cái khổ đế. Dạ, khổ đế thế nào và nguyên nhân khổ thế nào. Và cho đến khi nào mà vị này hiểu được là mình chấm dứt sự khổ như thế nào và do cái nỗ lực thế nào mà dẫn đến sự chấm dứt khổ. Thì thưa quý vị, giáo lý tứ đế không phải chỉ là giáo lý chỉ có bậc thánh mới hiểu được, chỉ có bậc thánh mới quán chiếu, mà ngay cả trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta cũng có thể quán chiếu tứ đế. Và ở đây chúng tôi nhắc lại một lần nữa là tứ đế là một ở trong những đề tài để quán chiếu của tứ niệm xứ, chứ không phải quán giáo chi tứ đế là mình nói xa vời là diệt đế là niết bàn, do đó chỉ khi nào mình chứng niết bàn mình mới quán được diệt đế. Không phải như vậy. Mà khổ, nhân sinh khổ, diệt khổ và cái con đường dẫn diệt khổ có thể tìm thấy trong những cái sự giải thoát mà chúng ta gọi là sự giải thoát nhất thời. Dạ, giải thoát nhất thời trong đời sống. Bây giờ mình khổ sở là tại vì mình quá mong muốn cái gì đó, mình khổ sở, mình quá kỳ vọng cái gì đó. Khi mình thấy rõ mặt mũi của cái sự kỳ vọng, thấy rõ sự mặt mũi, sự mong muốn đó, thì mình chấm dứt, và lúc đó mình chấm dứt sự khổ, thì mình sẽ thấy khổ tập diệt đạo. Ý chúng tôi nói như vậy, chúng chịu khó đọc kỹ lại bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và trong bài kinh Tứ Niệm Xứ này, Phật Pháp Quán Niệm Xứ có dạy về quán chiếu tứ đế ở trong đời sống. Và quán chiếu tứ đế đó không phải dành cho bậc thánh, mà dành cho hành giả đang tu tập Tứ Niệm Xứ. Ý chúng tôi muốn nói rằng trên phương diện pháp học đó thì chúng ta có những cái suy tư về chúng ta có những cái suy tư về chúng ta có những cái suy tư về về tứ đế rồi, nhưng trên phương diện pháp hành đó thì đặc biệt là tu Tứ Niệm Xứ thì tứ đế vẫn là đề tài quan trọng của hành giả tu tập và có thể quán chiếu được. Và dĩ nhiên đối với Đức Phật, chư vị thánh nhân khi mà hoàn toàn giải thoát á, thì các nhìn nhìn tứ đế một phương diện khác. Và vì điểm này là điểm mà chúng ta nên hiểu biết. Và thứ vì giáo lý tứ đế cũng là một cái nền tảng cơ sở mà tất cả những người con Phật khi mà suy nghiệm về cuộc đời, suy nghiệm về cuộc sống đó, nó cho chúng ta một cái cách nói, cái trình bày hợp lý. Trong một thời gian dài đó, do cái sự thiếu hiểu biết đó, nhiều người đặc biệt là đã nói lên điều là đạo Phật là đạo bi quan yếm thế, bởi vì đạo Phật chỉ nói về đau khổ. Nếu mà chỉ nói về đau khổ thôi đó thì thưa quý vị, quả thật là không phải là đạo Phật đâu. Dạ, đạo Phật, Đức Phật chẳng phải ngày ra đời để ngày than thở hay ngày than thở giùm chúng sanh đâu. Dạ, không phải. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật ngài nói về khổ đế nằm ở trong cái khuôn khổ của tứ đế. Tức là ngài nói về sự khổ, ngài nói về nhân sinh khổ, nói về sự diệt khổ và nói về con đường đến sự diệt khổ.
Thì như vậy không thể gọi là hiếm thấy được. Cái này là cái mà ngày qua điểm, đây là điểm mà ngày qua Pularahula ngày nhấn mạnh rất là nhiều, rất là nhiều trong quyển Con đường thoát khổ mà trước kia rồi được sau này đổi lại cái tựa đề là những gì phẩm dạy đó. Người ta chỉ lấy ra một mảng thôi, và người ta bảo mảng thôi. Ở nước Mỹ họ có dùng cái câu gọi là out of context. Out of context tức là mình trích lời người ta, mình chỉ trích một đoạn mà mình không có trích toàn bộ, thành ra mình hiểu sai đi. Nếu mà chỉ nói là đạo Phật dạy cuộc đời là khổ á, cái cách nói đó là cách nói rất là nguy hiểm. Cách nói đó có thể dẫn đến xuyên tạc. Cách nói đó có thể dẫn đến một cách hiểu không có đúng theo lời Phật dạy. Chúng ta nói như vậy, nên hiểu sự khổ nó không đơn thuần là cái chuyện nước mắt phải rơi, bị người ta đánh đập hay là mất danh mất lợi, mà cái khổ phải hiểu rộng rãi hơn. Và chúng ta nên cho mọi người biết là chữ đúc khá và chúng ta dịch là khổ đó là cái chữ dịch tương đối lắm chứ không có đầy đủ. Và nếu ai nói rằng chữ đúc khá chỉ hiểu là khổ giống như là mình mất tiền mất bạc khổ đó, thì cái hiểu cái phiến diệt. Và điều thứ hai là Đức Phật dạy về đúc khá đó không có phải dạy đơn thuần về đúc khá, mà Đức Phật này dạy về đúc khá trong một cái ngữ cảnh nói về khổ tập diệt đạo, và chúng ta phải hiểu cái toàn diện. Không thể nói một cách vài lời mà đưa ra một câu phê phán vô tưởng vô phạt mà cho rằng tôi hiểu Phật như vậy. Hiểu như vậy là hiểu sai đó. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng giáo lý tứ đế đó là cái nền tảng của con đường trung đạo. Và nếu không hiểu về tứ đế thì chúng ta không hiểu về con đường trung đạo. Không hiểu về con đường trung đạo là chúng ta không hiểu gì về sự tu tập của người Phật tử hết. Do đó ở đây là điều rất là quan trọng. Và giáo lý tứ đế mà đạt đến cái chỗ ảo diệu nhất thì phải như Đức Phật đã dạy, là cho đến khi nào mà Đức Phật Ngài chưa có giác ngộ tứ đế qua ba luân 12 chuyển đó, thì Ngài chưa có tự nhận cùng thiên giới, ma vương giới, phạm thiên giới, hội chúng, sa môn, bà la môn rằng Ngài đã giác ngộ. Thì ở đây chúng ta nên hiểu rõ về điểm này. Từng câu, từng dòng, từng chữ ở trong bài kinh chuyển Pháp Luân cần được chúng ta nhắc, cần được chúng ta nhớ, cần được chúng ta thảo luận. Bởi vì ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong một thời đại mà đôi khi có rất là nhiều điểm người ta chỉ nói một chiều, một mặt, một câu, một lời nào đó, một điểm, lấy điểm ra họ nói đó, thì nó sẽ trở nên rất là sai. Cái sai đó là cái sai rất là đáng tiếc. Và nếu người ngoại giáo, nếu những người không có đức tin mà họ nói về Phật Pháp những điều đó thì cũng khả nhĩ đi. Chúng ta là người con Phật, chúng ta tu theo Phật mà chúng ta không hiểu về giáo lý tư đế là một điều đáng tiếc vô cùng, đáng tiếc lắm. Chúng tôi phải nói rằng không hiểu về giáo lý tứ đế thì chúng ta cũng không hiểu gì về con đường trung đạo. Mà không hiểu về con đường trung đạo thì chúng ta cũng không có nắm được cái ý nghĩa của sự tu tập đâu. Khi mà chúng ta học về đạo đế đó thì chúng ta sẽ hiểu tại sao giáo lý tứ đế, Bát Chánh Đạo là con đường trung đạo. Thì bây giờ chúng ta mới thấy sự quan trọng của tứ đế. Nên chi trong cái bài Kinh Diệu Pháp Luân này khi chúng tôi đưa ra đó thì chỉ mong mỏi có một mục đích là tất cả chúng ta nên nhìn lại giáo lý tứ đế với cái nhìn nghiêm túc, giáo lý nghiêm túc, thật sự rất là nên nghiêm túc. Chúng ta có học Thiên Kinh Vạn Điển, chúng ta có bao nhiêu là những lý luận, bao nhiêu đạo tràng, bao nhiêu võ giảng mà chúng ta không có cái căn bản về giáo lý tứ đế thì là một điều đáng tiếc vô cùng. Nên chúng tôi đặc biệt riêng với quý Phật tử ở trong lớp Phật Pháp Buddhagama này, chúng tôi tin rằng ngày dài tháng rộng quý Phật tử vào đây để học Phật Pháp á, thì là quý vị là người có thiện tâm, quý vị là người có cái mong mỏi được học lời Phật dạy. Nếu chúng ta đã có thiện tâm như vậy, có mong mỏi học lời Phật dạy như vậy, thì chúng ta đừng xem thường giáo lý tứ đế, đừng bỏ qua. Bởi vì quý vị, cho dù chúng ta có học hết bao nhiêu bộ kinh Quyền Bộ Tăng Chi Tương Ưng, cho dù chúng ta có học Thắng Pháp Tạng hay kinh đại nữa đâu, mà chúng ta xem giáo lý tứ đế là không có cao siêu, giáo lý tứ là quá phổ thông, giáo lý tứ đế là cho người sơ cơ vân vân, thì chúng ta vẫn làm một cái sai lầm rất lớn là mình không có căn bản. Và Đức Phật Ngài đã từng dạy rằng xưa và nay Như Lai chỉ dạy về
sự khổ và sự diệt khổ. Và chúng ta cũng nhắc lại một lần nữa cái mục đích cao cả nhất, cái mục đích tối hậu mà tất cả người con Phật nên hướng tới, không phải là chúng ta sanh về cõi này, sanh về cõi kia, được cái này, được cái kia, mà chúng ta nghĩ đến hai chữ là giác ngộ và giải thoát. Giác ngộ là thắp sáng được chánh trí, tuệ giác để nhận biết cuộc sống cái chân thực, bản chất thật của đời sống. Và giải thoát là chặt đứt tất cả những kiết sử rối buộc và chứng ngộ niết bàn. Dĩ nhiên giác ngộ giải thoát đối với nhiều người đó không có quan trọng lắm, nhưng mà nếu chúng ta hiểu Phật pháp thì chúng ta thấy rằng giác ngộ giải thoát là điều rất là quan trọng. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay.